Phó Cường con người nâng lên đến, lạnh giọng nói ra, đại gia tách ra bốn phía đi dạo, bắt mấy người hỏi thăm một phen. Tìm tới giang giật chỗ, trực tiếp giết phế đi hắn là được, ta cũng không có tâm tình tại nơi này ở lại trên 10 năm. Tốt ha, à, thác bạt nhẹ gật đầu, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không phải là rất để ý, giang giật thượng tiên bảng xếp hạng hơn 400, đối với bọn hắn tới nói căn bản không có áp lực. Mà lại thanh học trước đó đưa tin, giang giật nguyên bản không phải là đối thủ của hắn tại tối hậu quan đầu đột phá mới áp chế hắn. Đã như vậy, Giang Giật có thể mạnh bao nhiêu? Sáu người phân tán mà đến, bốn phía dò xét, tìm kiếm thượng tiên nghe ngóng tình báo. Chỉ là gần nửa canh giờ, sáu người lần nữa tụ tập tại thiên ma lâu đài phụ cận, mà lại sáu người trong mắt đều là tức giận. Sáu người trong tay đều bắt được một tấm phù, phía trên viết một câu sáu cái ngốc, muốn giết ta Giang Giật không sợ chết liền đến thanh ma sơn đi. Phù này đằng sau còn có kỹ càng địa đồ, ghi rõ theo thiên ma lâu đài đi thanh ma sơn lộ tuyến. Sáu người tại phủ cận mười vạn lý chuyển một lần, không nhìn thấy bất luận cái gì thượng tiên, nhưng rất nhiều nơi đều mang theo loại này phù. Rất rõ ràng, đây là giang giật lưu lại, sáu cái ngốc nói chính là các nàng. Giang giật đây là trắng trợn khiêu khích, nhục nhã. Sáu vị thượng tiên là thượng tiên bảng xếp hạng top 500, tại tiên vực xem như một hào nhân vật, nhất là phó cường cùng thác bạt giã càng là thượng tiên bên trong người nổi bật, nhìn thấy phù này tự nhiên tức giận. Thanh Ma Sơn, giao thanh thượng tiên lấy ra một bức địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, gật đầu nói, địa đồ không sai, cái này Thanh Ma Sơn là một cái thiên ma phong tốt nhất động thiên phúc địa, giang giật là thiên ma phong đệ nhất nhân, hẳn là ở chỗ này. Vậy còn chờ gì đi? Phó Cường trong mắt hung quang lấp lánh, hướng phương Bắc bắn tới, thác bạt giã vốn muốn cùng thanh hộp tụ hợp sẽ cùng nhau công kích giang giật, giờ phút này nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, đi thôi, mọi người cùng nhau khác đừng phân tán, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, sẽ không có vấn đề. Lần này bọn hắn 6 người nhưng thật ra là hai đám người, phó cường bên này là hình xử đại nhân người, giao thanh thượng tiên cùng giao chỉ thượng tiên còn có chút nguồn gốc. Thác bạt bên này thì là thanh cổ người, có thể nhẹ nhõm tiến vào thiên ma phong, hình xử đại nhân cùng thanh cổ đều vận dụng thủ đoạn cùng thế lực. Lục đại thượng tiên thẳng đến thanh ma sơn, không phế giang giật, thề không bỏ qua. chương 2194, đối thủ rất lợi hại. Giang giật ở lại địa phương hoàn toàn chính xác gọi Thanh Ma Sơn, là thiên ma phong ngọn núi cao nhất, rời đi thiên ma lâu đài có một ngày nửa ngày lộ trình. Sáu người trùng trùng điệp điệp bay đi, bởi vì nơi này không gian ổn định trọng lực đại, đều không có bay quá cao. Trên đường dòng giã phi hành tiểu nửa ngày, các nàng đều không có tao ngộ một cái thượng tiên, cái này gây nên các nàng lòng nghi ngờ. Có vấn đề A, giao thanh thượng tiên đôi mắt đẹp lấp lẽ, nhẹ giọng nói ra cái này giang giật sẽ có hay không có cái gì quỷ kế, có thể có quỷ kế gì phó cường cười lạnh nói, cho dù có quỷ kế bằng vào thiên ma phong mấy trăm đám ô hợp có thể giết chúng ta. Giang giật là thiên ma phong tối cường, giang giật tại trong lòng các nàng cũng không tính là cái gì, còn lại thượng tiên càng không uy hiếp. Nhiều người nếu như hữu dụng, thượng tiên bảng cường giả cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh. Mọi người mặt ngoài mặc dù nhìn không thèm để ý, nội tâm đều cẩn thận, có thể trở thành thượng tiên đều không có uổng phí si, cẩn thận có thể dùng vạn năm đạo lý này đều là hiểu. Mọi người tốc độ có chút thả chậm một tia, tiếp tục phi hành, bay một canh giờ sau, tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì phía trước một tòa đại sơn trên vách đá khắc mấy chữ trên núi có truyền tống tiên trận, có thể trực tiếp truyền tống đến thanh ma sơn. Tại mọi người thần thức quét tới về sau, thế mà tại đỉnh núi thật phát hiện một tòa truyền tống tiên trận, lần này tiệu liền phó cường bạo tính khí đều nội tâm hơi hồi hộp một chút. Giống như giang giật không phải thật sự thực lực cường đại đến có thể một người diệt bọn hắn 6 cái vậy khẳng định có quỷ kế, nếu không làm sao lại như thế không kịp chờ đợi nghĩ bọn hắn đi thanh ma sơn. Hưu, tiểu tử hồ tam đao lên núi đỉnh bay đi, cẩn thận kiểm tra một chút truyền tống tiên trận cùng mọi người nói ra, cái này truyền tống tiên trận là hoàn hảo, có thể truyền tống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như truyền tống trận không phải hoàn chỉnh, mọi người còn sẽ không để ý. Truyền tống trận này có thể truyền tống, mọi người cũng không dám truyền tống, ai biết có âm mưu quỷ kế gì ai biết hội truyền tống đi cái nào. Oanh, Phó cường ném ra một đạo lưu quang đem truyền tống trận cho đánh nát, hắn không nói một lời tiếp tục hướng bắc mới bay đi, thác bạt giã gật đầu nói, chúng ta thận trọng từng bước, chỉ cần không phân tán, cẩn thận chút, giang giật cho dù có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Giang giật càng là động những này ý đồ xấu, các nàng ngược lại càng tự tin. Giống như giang giật có thực lực tuyệt đối, sẽ còn động mưu kế sao trực tiếp nghiền ép các nàng chính là. Trong các nàng tâm đều âm thầm hạ quyết tâm, không liều lĩnh, không tham công. Mọi người liên hợp cùng một chỗ, chỉ cần tìm được Giang giật lập tức liên thủ trận áp. Tiếp tục phi hành, bay trăm vạn lý sau phía trước lại xuất hiện một chỗ ngồi, mà lại đồng dạng có một cái truyền tống tiên trận, trên vách đá dựng đứng dùng trường kiếm khác vài cái chữ to sáu cái ngốc, không dám cưỡi truyền tống trận không có can đảm, liền lăn trở về. Oanh, phó cường nổi giận đánh ra một đạo lưu quang đem truyền tống tiên trận đạp nát, Giang giật càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng sẽ không cưỡi truyền tống trận. Nội tâm đối với Giang giật cũng càng khinh miệt, không có sức chiến đấu tuyệt đối, sẽ chỉ làm những này hạ lưu thủ đoạn. Oanh, hướng phía trước mới bay trăm vạn lý về sau, cùng đường một ngọn núi lúc, này tòa đỉnh núi đột nhiên nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, đá vụn bên trên thế mà còn có phủ văn, uy lực mười phần. Hừ hừ, sau cái thượng tiên cười lạnh vài tiếng, thân thể lấp lóe nhau nhau xuất thủ, nhẹ nhóm đem đá vụn cho đánh bay. Mọi người thần thức nước nhìn, cũng không nhìn thấy phụ cận có bất kỳ thượng tiên, trong con người đều có một ít nặng nề. Giao thanh thượng tiên linh hồn rất mạnh, mặc dù nơi này không gian vững chắc, nhưng phương viên vạn lý đều có thể dò xét, trên đường các nàng không nhìn thấy nửa cái thượng tiên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giang giật có thể đánh giá ra hành tung của bọn hắn, trên đường trước thời gian bố trí xong hết thảy. Hoặc là, giang giật có một loại rất cường đại thần thông, một mực dò xét hành tung của bọn hắn, tại bọn hắn trước khi đến phái người bố trí xong. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là chuyện tốt. Thác bạt giã nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta cải biến lộ tuyến đi, lượn quanh một vòng nhìn xem. Mọi người nhao nhao gật đầu, thác bạt giã nghĩ nghĩ chỉ vào bên trái nói ra, đi bên này. Hưu, mọi người hướng bên trái bay đi, bay thẳng trăm vạn lý lại chuyển hướng hướng thanh ma sơn bay đi. Nhưng mà bay trăm vạn lý về sau, bọn hắn cùng đường một ngọn núi lúc đột nhiên bạo liệt, lần nữa bắn ra đầy trời đá vụt. Mà lại lần này uy lực phi thường lớn, giống như không phải giao thanh thượng tiên nhắc nhở đoán trường Tào hồng cùng hồ tam đao đều thụ thương hưu phó cường nổi giận hướng phía trước mới bay đi thần thức tại bốn phía liếc nhìn đem phụ cận 10 vạn lý tìm tòi một lần lúc này mới bay trở về nộ khí 10 phần nói ra không ai phụ cận một người không có tà môn chẳng lẽ giang giật thật có thể khóa chặt hành tung của chúng ta bọn hắn vừa rồi hành tẩu lộ tuyến là tùy ý định giang giật làm sao có thể đoán ra bọn hắn muốn cùng đường nơi này cái này chỉ có một lời giải thích giang giật một mực có thể khóa chặt bọn hắn hành tung trước thời gian để cho người ta bố trí, sau đó để những người kia lập tức rút lui. Thác bạt giã con ngươi lấp lóe, trầm mặc không nói, những người còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều trầm mặc xuống. Phó cường nhìn thấy mọi người không nói chuyện, cuồng bạo vung tay lên nói, quản nhiều như vậy cái gì người cản giết người, tiên cản giết tiên, đi. Ừm, um, tao hồng cùng nhất cố thượng tiên nhẹ gật đầu, lại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Bọn hắn một đường phá trận mà đi, đánh tới Thanh Ma Sơn là đủ. Dầm dầm dầm, một đường bay đi, một đường đều sẽ ra xúc động cơ quan gây nên Sơn Phong bạo tạc, mặc dù không đến mức đả thương nàng bọn họ, nhưng phiền phức vô cùng. Xong dã một ngày thời gian, vô luận mọi người làm sao biến ảo lộ tuyến, đều sẽ không ngừng gây nên Sơn Phong bạo liệt, trên đường một cái thượng tiên không thấy được, lại bị nổ mấy chục lần. Coi như khí chất nhò nhã thác bạt giã cùng một cái dịu dàng như ngọc dao thanh thượng tiên, nội tâm đều là tức giận. Sau cái ngốc, còn dám tới gần, đều giết không tha. Phía trước một ngọn núi lại xuất hiện vài cái chữ to, cách 10 dặm đều có thể nhìn thấy, mọi người thần thức dò xét qua đi, phát hiện ngọn núi bên trên còn có 6 cái tượng người đá. Thế mà, cùng 6 người không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng 6 cái tượng đá toàn thân, quỳ trên mặt đất, bị xích sắt trói lại. Vô sỉ, hạ lưu, giao thanh thượng tiên giận dữ, thân thể bay đi, bắn thẳng đến trên đỉnh núi đối 6 cái thạch nhân đánh ra mấy đạo lưu quang của loạn oanh loạn tạc. Oanh, ông thạch nhân bạo liệt nhưng toàn bộ sơn phong tại thời khắc này đột nhiên cũng nổ tung bắn nổ đồng thời phía dưới một đạo bạch quang bao phủ giao thanh thượng tiên một cỗ lực lượng cường đại bao phủ giao thanh thượng tiên nàng lại trong nháy mắt bị truyền tống đi oanh đầy trời núi đá băng liệt bụi đất cuồn cuộn mà lên che cả bầu trời mọi người thấy giao thanh thượng tiên đi đạp nát thạch nhân lại đưa tới cả tòa bên trên bạo liệt sau đó giao thanh thượng tiên tự biến mất chẳng lẽ bị bạo tạc oanh thành phấn vụn Mọi người trong đầu hiển hiện một cái ý nghĩ như vậy, lập tức đều bác bỏ. Bởi vì vừa rồi bạo tạc cũng không mạnh, coi như giao thanh thượng tiên bị công kích giết chết, cũng không trở thành trong nháy mắt biến thành bột mịn. Bị truyền tống đi, thác bạt giã rất nhanh nghĩ thông suốt, hắn con người lấp lóe vài vòng quát lạnh nói, đại gia cẩn thận, giang giật bố trí một chút truyền tống tiên trận, chúng ta như bị phân biệt truyền tống đi sẽ lực lượng phân tán, đến lúc đó bị giang giật tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên chúng ta bất luận cái gì hành động đều muốn thống nhất, Tuyệt đối không thể tách ra. Chúng ta đối thủ này rất lợi hại, lần này chúng ta không cẩn thận, có thể đều muốn vạn kiếp bất phục A. À. Thác bạt giã khe khẽ thở dài, những này tiên trận bố trí đều rất đơn giản. Giang giật lại bằng vào đơn giản một chút bố trí, đơn giản đem giao thanh thượng tiên nhẹ nhõm truyền tống đi. Đối thủ này không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. chương 2195, Liên Hoàn Kế Giang giật, thanh ma sơn trong động phủ mạnh nhanh hưng phấn chạy như bay đến bẩm báo nói đàn ngọc thượng tiên đã bị truyền tống đi biên giới tây nam đoán chừng muốn đi qua ít nhất phải ba ngày thời gian ừm giang giật cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn tại hắn bố cục thời điểm là hắn biết là cái kết quả này một cái tiên vực nổi danh mỹ nhân đối với mình danh dự coi trọng nhất nhìn thấy mình bị người điêu khắc thành thạch nhân nhục nhã đồng thời thân vô thốn lũ khẳng định hội thẹn quá thành giận lần này thủ đoạn mặc dù không thấy được ánh sáng màu hiệu quả xác thực phi thường tốt nữ nhân là tốt nhất đối phó tiếp xuống năm người cũng có chút phiền toái giang giật các loại bố trí đã vào vị trí của mình tự xem bọn hắn phải trang bị lừa rồi mạnh nanh nhìn thấy giang giật một mặt bình tĩnh có chút im lặng nói ra người tốt xấu cho cái biểu lộ a đúng rồi giang giật tính thế nào cho phép bọn họ lộ tuyến người tự liệu định bọn hắn sẽ không cưỡi truyền tống trận ta căn bản là không có tính giang giật nhếch miệng cười nói bọn hắn đi bên trái vẫn là đi bên phải kết cục đều như thế a khắp nơi đều có bố trí, đều có cơ quan, những cơ quan kia tiên trận đều rất đơn giản a, à, bố trí không phí sức. Bọn hắn khẳng định không dám tách ra, sở dĩ theo con đường kia đi đều như thế. Còn, vì sao không cưới truyền tống trận, đây càng dễ lý giải, ta nói rõ hù dọa bọn hắn, nói cho bọn hắn ta bố trí cạm bẫy, đổi lại ngươi dám mạo hiểm sao. Ừm ừm, mạnh nhanh nhẹ gật đầu, giang giật bố trí hắn mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng này ta chứ hắn ngược lại là biết đến, hắn có chút khẩn trương nói ra còn lại 5 người hội tách ra sao. Không biết, Giang giật khe khẽ thở dài nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Thanh ma sơn phía nam thác bạt giã tốc độ bọn họ càng chậm hơn mấy phần, 5 người thần thức thời khắc đều tại liếc nhìn. 5 người đã thương nghị xong, một khi có bất kỳ tình huống hội trước tiên phòng ngự, không liều lĩnh. a à, có người, phi hành trăm vạn lý, thác bạt giã lông mày đột nhiên vẩy một cái, còn lại bốn người thần thức quét tới, Đều tại phía trước một tòa tiểu sơn cốc bên trong khóa chặt một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi người mặc bạch y, ngồi tại sơn cốc đầm nước nhỏ một bên, rất là thản nhiên đánh lấy đàn, còn thỉnh thoảng uống một cái quỳnh tương, đối mặt mọi người dò xét không thèm để ý chút nào. Giang giật, mọi người trong tay đều có giang giật chân dung, người này cùng giang giật dáng dấp rất là giống nhau. Phó Cường trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, không bằng hắn không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía thác bạc giã. Vây lên Thác bạt giã trong tay xuất hiện một cái trường cung màu đen, mấy người còn lại phân tán mà đến, lên núi cốc tiềm hành mà đi. Năm cái ngốc, có bản lĩnh vào truyền tống trận, ngồi tại trong sơn cốc người trẻ tuổi, quay đầu nhìn lướt qua mọi người, phun ra mấy chữ, tiện tay thân thể lóe lên bay vào một cái truyền tống tiên trận biến mất không thấy. Ừ, Phó Cường nổi giận đánh ra một đạo lưu quang, đem toàn bộ truyền tống trận đánh nát. Tại truyền tống trận vỡ vụn lúc, bốn phía dãy núi đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy lên nồng đậm xương trắng, giả thiên tránh địa vô cùng nồng đậm từng đạo lạnh thấu xương sát cơ theo bốn phương tám hướng xương trắng chuyển đến vô số bóng trắng chấp động năm người đột nhiên phát hiện đồng bạn bên cạnh đều biến mất tất cả sát cơ đều phân biệt khóa chặt bọn hắn muốn đánh lén muốn chết phó cường tính khí thịnh vượng coi là giang giật tại cái này mai phục điều tập rất nhiều thượng tiên muốn xuất thủ diệt sát hắn hắn nổi giận hướng những cái kia bóng trắng phóng đi trong tay màu đen lưu quang lấp lánh không ngừng oanh ra a à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên Phó Cường nghe xong sắc mặt đại biến, bởi vì tiếng kêu thảm thiết là tàu Hồng. Hắn thế mà đem người một nhà cho đánh bay, cũng không biết chết chưa. Không tốt, là huyễn trận. Phó Cường trong nháy mắt tỉnh ngộ, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, hắn phía dưới sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ hắn, hắn thế mà cũng bị truyền tống đi. Nơi này là huyễn trận, toàn bộ chứa lộn xộn, thác bạt giã hét lớn một tiếng, thanh âm dùng tiên lực quán chú, vang vọng khắp nơi đồng thời trong tay hắn xuất hiện lần lượt từng cái một thần phù đối bốn phương tám hướng vào tới những cái kia thần phù lần lượt từng cái một bạo liệt bốn phía huyễn trận rất nhanh phá diệt xương trắng tiêu tán phó cường đâu thác bạt liếc nhìn một chút trong con ngươi hàn quang lấp lánh hắn nhìn thấy nơi xa bị nện lên núi mạch bên trong tàu hồng trầm giọng nói ra tàu hồng ngươi thế nào của ta tiên hạch bị đánh nát tàu hồng truyền ra một tiếng suy yếu thanh âm thống khổ thác bạt giã bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi giang giật đều không biết thân bọn hắn lại phế đi bọn hắn một người. Trận trong trận, cục trong cục, lợi hại a. À, thác bạt giã não hải dạo qua một vòng khe khẽ thở dài, cục này kỳ thật không tính rất mạnh, bất quá liên hợp trước đó đủ loại bố trí, tự rất lợi hại, thành công đem phó cường cho truyền tống đi. Giang giật trước đó bố trí, một mực tại cho mọi người quán thâu một cái lý niệm. Hắn bố trí có cạm bấy, có quỷ kế, để mọi người đối bất kỳ tình huống gì đều bảo trì hoài nghi, bảo trì cảnh giác. Phó cường tính khí tương đối táo bạo, Giang giật vừa rồi ra khỏi sơn cốc bên trong, khiêu khích vũ nhục sau lập tức truyền tống đi. Trong mọi người tâm khẳng định nổi giận, một khi nổi giận đầu óc liền sẽ có trong nháy mắt không lý trí, không tỉnh táo, không thanh tỉnh. Phó cường đem truyền tống trận đánh nát, dẫn phát huyến trận, kia huyến trận có rất nhiều bóng người, còn có đạo đạo giả sát cơ. Mọi người còn tại nổi giận bên trong, khó tránh khỏi hội hoài nghi trúng kế, là giang giật an bài rất nhiều người muốn lừa giết bọn hắn, chắc chắn sẽ không nguyên địa bất động giống như phó cường tựu bốn phía công kích, ngang nhiên xuất thủ, tự rất tự nhiên phát động truyền tống tiên trận bị truyền tống đi, còn thuận tiện đem tàu hồng phế đi. Tiên trận là phi thường phổ biến tiên trận, huyến trận đơn giản hơn, hắn nhẹ nhóm tựu cho phá. Đơn giản như vậy tiên trận, đơn giản như vậy bố trí, lại thành công đem ba cái người mạnh nhất cho tách ra. Thác bạt giã phân tích một chút, cho ra một cái kết luận, giang giật lợi hại nhất không phải bố trí, mà là tính toán, tính toán lòng người, suy tính ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ, trong bọn họ tâm sở hữu ý nghĩ đều bị hắn tính toán nhất thanh nhị sở đi thôi hắn nghĩ nghĩ lắc đầu ba cái người mạnh nhất đã tách ra những người còn lại phân không xa rời nhau đã không có ý nghĩa hắn để nhất cố thượng tiên cho tào hồng trị liệu một phen mang theo hồ tam đao cùng nhất cố thượng tiên đi còn như tào hồng hắn là bất kể chính hắn đều đối nhiệm vụ lần này không có quá lớn lòng tin dám tiếp nhiệm vụ như vậy liền muốn có chết dự định tốt đạt được xác định đưa tin về sau giang giật như chút được gánh nặng đứng dậy đi ra phía ngoài tam đại cường giả đã tách ra còn lại phân không xa rời nhau hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa quá lớn nhất cố thượng tiên cùng hồ tam đao hắn tiện tay liền có thể chấn áp giang giật người muốn trước đối phó ai mạnh nhanh hưng phấn đi theo ra mặc dù không phải hắn đi mở chiến hắn lại có chút nóng huyết sôi trào trận chiến này quá trọng yếu quan hệ đến hai người bỏ mình mặc dù ba cái cường giả tách ra nhưng thắng bại vẫn là khó khăn định a à. phó cường đi Giang giật nghĩ nghĩ nói ra, hắn rời đi cái này gần nhất, mà lại tính khí táo bạo nhất. Mặc dù là thượng tiên bảng xếp hạng 89, lần này tối cường, nhưng so ra mà nói hẳn là tốt nhất đối phó. Tốt, cầu chúc người thắng ngay từ trận đầu, mạnh nhanh trùng điệp gật đầu, nhìn Giang giật rời đi. Giang giật phi thân mà ra đã tới truyền tống bên trong tiên trận, hắn nghĩ nghĩ nói ra, người tổng quản toàn cục, nếu có tình huống đặc biệt phát sinh, trước tiên đưa tin cho ta. Ừm, mạnh Nhan nhẹ gật đầu, Giang giật liếc nhìn thủ truyền tống trận hai cái thượng tiên nhìn thoáng qua, cái sau mở ra truyền tống trận, Giang giật tại mấy người nhìn soi mói truyền tống rời đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 2196, người trúng kế. Hưu, một mảnh hoa nguyên bên trên, phó cường cấp tốc cuồng bay, trong tay hắn cũng có địa đồ, hắn biết mình giờ khắc này ở thanh ma sơn đông bắc một bên, cùng thác bạt giã bọn người khoảng cách rất xa. Muốn cùng thác bạt giã bọn hắn tụ hợp nhất định phải vượt ngang thanh ma sơn, vậy hắn không bằng trực tiếp đi thanh ma sơn. Giang giật âm mưu quỷ kế để phó cường rất kiêng kỵ, nhưng hắn truyền tống tới về sau, đã phi hành một canh giờ, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Phụ cận không có bất kỳ cái gì cảm bẫy, điều này nói rõ một vấn đề. Giang giật quỷ kế chỉ là vì để bọn hắn tách ra thôi, Giang giật không thể bố trí cường đại cảm bẫy trực tiếp lừa giết hắn. Tại phó cường xem ra, Giang giật không có năng lực đối kháng chính diện hắn, nếu không giờ phút này đã sớm giết. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, phó cường lực lượng tăng nhiều, đối với Giang Giật càng thêm căm hận cùng khinh miệt. Một cái không có thực lực, chỉ hiểu được dùng một chút hạ lưu thủ đoạn tiểu nhân, có sợ gì chi. Năm canh giờ, phó cường nhìn một chút địa đồ, tham chiếu tốc độ của mình tính toán một phen, trong mắt đằng đằng sát khí, chỉ cần năm canh giờ hắn liền có thể đến thanh ma sơn. Coi như Giang Giật không tại xào huyệt bên trong, phó cường chuẩn bị gặp người tiểu phế, tại cái này không thể giết người phế nhân lại không phạm pháp. Giang giật trước đó chẳng phải phế đi mấy chục người sao, a à, phi hành ngàn dặm phó cường đột nhiên phát hiện phía trước đỉnh núi có người mà lại đồng dạng cầm cổ cầm thản nhiên đàn tấu diện mục an nhàn tựa như tại bản thân hậu viện giang giật a à, cùng trước đó cái kia không giống a à. phó cường thần thức liếc nhìn một phen phát hiện người này cùng trước đó xuất hiện cái kia giang giật có chút khác nhau cái này giang giật khí chất càng đặc biệt một chút trên thân nhiều một tia tự tin trên mặt nhiều hơn một phần phong mang Phạm nhân còn không có ngưng tụ tiên thể đây là thật giang giật Phó Cường dò xét một phen, phát hiện một cái hết sức rõ ràng đặc thù, trước đó cái kia giang giật mặc dù ngưng tụ tiên thể, nhưng khí thức phi thường yếu, bọn hắn coi là giang giật đã ngưng tụ tiên thể, sở dĩ không có quá nhiều hoài nghi, giờ phút này trăm phần trăm xác định đây là hàng thật. Bất quá, xác định giang giật thân phận, Phó Cường không dám xúc động, thần thức một lần lại một lần tại bốn phía đảo qua, dò xét tiên trận ba động, hắn cũng không muốn lần nữa bị hố. Không có, chỉ có một cái truyền tống trận, hơn nữa còn không có tại giang giật bên người. Do xét 4, 5 lần về sau, Phó Cường xác định tình huống, giang giật bên trái đằng trước 10 dặm có một cái truyền tống tiên trận, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tiên trận cùng cơ quan. Hưu, Phó Cường ra tốc mấy phần, tốc độ vẫn là không có đà tới cực hạn, hắn thần thức khóa chặt giang giật, chú ý cẩn thận tới gần. Chanh chanh, giang giật còn tại thản nhiên đánh đàn, còn mắt nhắm, đứng quay lưng về phía Phó Cường, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Chăm dặm, 10 dặm, 5 dặm, Giang Giật vẫn như cũ không nhúc nhích, Phó Cường nhịn không được, tốc độ đột nhiên tăng lên, đồng thời hai tay ngưng tụ khí lưu màu đen. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ đại hỗn độn thuật, dùng thiên địa chi lực ngưng tụ hỗn độn chi lực, lực lượng cùng lực công kích cường hoành đến đáng sợ. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, Giang Giật thu hồi cổ cầm, nghiêng người nhìn Phó Cường một chút, nhếch miệng cười nói, ngớ ngẩn, người trúng kế. Ông, Giang Giật thân thể sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy cả người biến mất tại nguyên chỗ, biến mất vô tung vô ảnh, biến mất để Phó Cường coi là nhìn lầm. Chúng kế người đâu, Phó Cường thần thức lần lượt đảo qua, nhưng ở phạm vi ngàn dặm bên trong đều không có giang giật hành tung. Hắn có chút luống cuống, giang giật một câu kia người chúng kế cấp cho hắn áp lực lớn lao. Dầm dầm dầm, hắn đánh ra đạo đạo màu đen lưu quang, đem giang giật trước kia chỗ núi nhỏ oanh thành bột mịn, lại đem truyền tống trận chỗ núi nhỏ đánh nát. Hắn nổi điên bốn phía công kích, thần thức tiếp tục dò xét, vẫn là không có giang giật bất kỳ tung tích nào. Tà môn, nơi này không gian như thế vững chắc, đừng nói hắn coi như thượng tiên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả sợ là đều rất khó thuấn di a à. sở dĩ hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này, chỉ là coi là giang giật ẩn trốn. Âm 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 âm, phó cường điên cuồng công kích tới bốn phía, không biết sự tình làm người ta sợ hãi nhất, hắn sợ hãi giang giật đột nhiên xuất hiện cho hắn một kích chí mạng. Sở dĩ hắn chỉ có thể hướng bốn phương tám hướng công kích, để giang giật không cách nào tới gần. a à, đột nhiên, một đạo thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, để hắn công kích cùng tốc độ di động suy giảm, kia thiên địa chi lực căn bản không giống như là phụ cận không gian thiên địa chi lực, cảm giác phi thường lạ lắm, so phổ thông thiên địa chi lực cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Cái này, phó cường càng thêm hoảng sợ, giang giật đều không có hiện thân, cái này vô hình chấn áp từ đâu mà đến. Hay là, giang giật thật ẩn thân từ tiềm phục tại phụ cận, như một đầu như độc xà chờ cơ hội đánh giết hắn. Càng nghĩ càng nóng vội, Phó cường công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn không ngừng gào thét, giang giật, cút ra đây, cút ra đây, rầm rầm rầm, sơn hà phá toái, sơn băng địa liệt, bốn phía rất nhanh biến thành một mảnh hỗn độn, mặt đất vỡ ra từng đầu to lớn khe rãnh, rất nhiều núi nhỏ bị san thành bình địa, khắp nơi đều là băng liệt núi đá, bụi mù cuồn cuộn, giả thiên tránh địa phương, những cái kia chân áp hắn thiên địa chi lực vô cùng tà môn, thoáng cái chân áp thoáng cái, thoáng cái lại biến mất không còn tâm hơi cái này khiến phó cường cảm giác càng thêm tà dị nội tâm vô cùng sợ hãi thượng tiên cũng là người chỉ là mạnh hơn người mà thôi trên bản chất đều không có khác nhau đối mặt chuyện quỷ dị đều sẽ hoảng sợ hội ngờ vực vô căn cứ hội không tỉnh táo rầm dầm dầm liên tục đánh ba nén hương thời gian phó cường cuồng bạo nội tâm rốt cuộc tỉnh táo một tia xuống tới giang giật không có bất cứ động tính gì chẳng lẽ là cố ý lừa hắn để hắn cuồng bạo công kích mất lý trí sao lại đánh lén ông hắn dừng lại, sau lưng vạn trưởng không gian có chút ba động một chút. Tiếp lấy giang giật bóng người ngưng hiện phó cường đột nhiên quay người, giang giật lần nữa đùa cợt nói ra, ngớ ngẩn, người trùng kế. Ông, giang giật thân thể biến mất vô tung vô ảnh, phó cường thả ra màu đen đại hỗn độn lực đối giang giật chỗ khu vực đánh tới, đáng tiếc bên kia chỉ có không khí, không có cái gì. Dầm dầm dầm, phó cường không ngừng công kích, lần này chỉ là công kích mấy chục lần tự ngừng. Tại hắn sau khi dừng lại, giang giật sẽ lập tức thoáng hiện mỗi lần đều là đùa cợt nhìn qua hắn sau đó nói một câu ngớ ngẩn người chúng kế sau khi nói xong lập tức thuấn di đi một lần năm lần mười lần phó cường trong đầu không ngừng hiển hiện cái này câu nói này trước mắt cảm giác đều là giang giật tấm kia đùa cợt mặt hắn thân thể tại bốn phía không ngừng lấp lóe đuổi theo giang giật bốn phương tám hướng loạn oanh không ngừng người chúng kế người chúng kế người chúng kế chúng kế trong đầu câu nói này quanh quẩn không ngớt hoảng hốt ở giữa phó cường có chút không phân biệt được hư ảo cùng thực tế trong đầu oanh minh rung động khắp nơi đều là giang giật mặt tỉnh táo tỉnh táo nếu không ta còn không có đánh giết giang giật ta liền sẽ chính mình điên mất phó cường ép buộc chính mình tỉnh táo lại tại thời khắc này nội tâm của hắn đột nhiên có một loại minh ngộ giang giật một câu kia ngươi chúng kế có phải hay không bản thân liền là kế cố ý để hắn hoài nghi nghi kỵ để hắn bạo tẩu để hắn điên dại chờ hắn triệt để mất lý trí, hắn liền tốt xuất thủ. Tuyệt đối là, ta không thể bị nắm mũi dẫn đi, ta không thể công kích, không thể loạn, ta không thể nghe lời của hắn, hắn có độc. Phó Cường ở trong nội tâm không tuyệt vọng lẩm bẩm, ép buộc chính mình tỉnh táo, không muốn thật trúng kế. Ông, bên trái bầu trời giang giật xuất hiện lần nữa, đồng dạng mặt mũi tràn đầy đùa cợt, lại nói một câu, ngớ ngẩn, người trúng kế. Phó Cường lần này không có công kích, bất động như núi, xem đều không đi xem giang giật, căn bản không nghe hắn, không rảnh để ý. Không ra ngoài ý liệu của hắn, sau một khắc giang giật biến mất tại nguyên chỗ, sau đó lại ra hắn bên trái, tiếp lấy ra phía sau hắn, mỗi lần đều là nói câu nào tự đi. Cuối cùng, giang giật ra hắn phía trước, mà lại chỉ có ngàn trường. Oanh, lần này giang giật không có nói chuyện, mà là đột nhiên ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối hắn hung hăng đánh tới. Đồng thời vô cùng nồng đậm thiên địa chi lực ẩm vang chấn áp, tại phó cường còn không có phản ứng trước đó đại thủ ấn trùng điệp vỗ chúng hắn ầm 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 giang giật công kích cũng không phải là chỉ có một lần mà là như mưa to gió lớn cái thứ nhất đại thủ ấn vừa mới vỗ xuống đằng sau từng cái đại thủ ấn theo nhau mà đến lần lượt liên nguyên vỗ xuống đem phó cường cho đập choáng váng cũng không biết đánh lại ta thật trúng kế phó cường giờ phút này trong đầu chỉ có ý nghĩ này hắn đột nhiên phát hiện giang giật có thuật thôi miên đem hắn thôi nguyên đến phản ứng đều chậm chạp gấp bội chương 2197, Thượng Tiên Bảng 100. Phó Cường Thượng Tiên Bảng xếp hạng thứ 89, có được cấp hai tiên thuật đại hỗn độn thuật, lực công kích phi thường đáng sợ. Đây là một cái xương cứng, Giang Giật nhất định phải gặm xuống tới. Bất luận cái gì mưu kế, cuối cùng Giang Giật vẫn là phải tự mình xuất thủ phế đi Phó Cường, sở dĩ một trận chiến này không thể tránh né. Xương cứng làm sao gặm, Giang Giật cái này mưu kế rất đơn giản, đánh chính là chiến thuật tâm lý, Phó Cường tính khí tương đối táo bạo, loại người này tốt nhất tính toán. Giang giật một mực tại cho hắn cương ép quán thâu hắn đã trung kế suy nghĩ, để hắn đi nghi kỵ, đi hoài nghi, để tinh thần hắn khẩn trương cao độ, để hắn thần kinh thác loạn, để hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Bất luận mạnh hơn người, tâm một khi loạn, chiến lực của hắn, lực phản ứng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Giang giật muốn chính là như vậy một sát na thời gian, để phó cường phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó dùng như gió bão mưa rào công kích, trực tiếp trọng thương phế đi hắn. Không thể nghi ngờ, hắn lần này mưu kế rất là thành công, phó cường đều cho đập choáng váng, trọn vẹn tiếp nhận mười mấy trưởng mới phản ứng được. Lực phòng ngự của hắn rất khủng bố, bị đập mười mấy trưởng sau thế mà không có bị trọng thương, bất quá toàn thân rất nhiều nơi đều có huyết dịch, xương cốt đoạn mất mấy cây. Uống, phó cường cuồng bạo đánh lại, ngưng tụ thiên địa chi lực đánh ra màu đen đại hỗn độn chi lực, một quyền hướng giang giật oanh ra. Giang giật thiên thuẫn đã sớm mở ra, màu đen đại hỗn độn lực tốc độ quá nhanh, hắn bị thoáng cái cho đánh bay, hắn cảm ứng thoáng cái thiên thuẫn, âm thầm líu lưỡi. Một quyền này kém chút đem hắn thiên thuẫn cho anh phá, phải biết hắn thiên thuẫn thế nhưng là dùng dung hợp thiên địa chi lực ngưng tụ, so ban đầu thiên thuẫn huy lực cường đại gấp trăm lần. Đây là phó cường không có toàn thịnh thời kỳ đập ra, giống như không phải bị hắn đả thương, lần này công kích hắn thiên thuẫn đều muốn bạo liệt. Ông, Giang giật lập tức thuấn di đi, một lần nữa ngưng tụ một cái thiên thuẫn, tiếp theo hơi thở ra phó cường bên trái, đột nhiên đánh ra một trường sau lập tức thuấn di rời đi ầm 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 giang giật mỗi lần xuất hiện đều là trong nháy mắt đánh ra một trường, sau đó thuấn di rời đi phó cường cũng không phải là không có đánh trả cũng từng nhiều lần đánh trúng giang giật nhưng hắn chiến lực không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong mỗi lần đều không thể đánh nát giang giật thiên thuẫn hắn lần lượt tiếp nhận giang giật công kích thương thế càng ngày càng nghiêm trọng hắn thiên địa chi lực làm sao ngưng kết xung hợp như vậy cường đại phó cường âm thầm kêu khổ tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị chụp chết a hắn còn là tu luyện một loại cường đại phòng ngự tiên thuật, nếu không dựa vào tiên thể sớm đã bị chụp chết. Âm 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 âm, lần lượt công kích, thương thế từng điểm từng điểm tăng thêm. Phó cường luống cuống, không dám tiếp tục dừng lại, hắn chạy như bay, muốn chạy trốn phụ cận, tìm địa phương chữa thương lại giết tới. Người cảm thấy người còn có thể trốn được sao? Giang giật trong nháy mắt có thể tại vạn lý xuyên thẳng qua, nương theo lấy hắn di động, hắn có thể đem thiên địa chi lực khuếch tán đi càng xa phạm vi. Sở dĩ hắn cơ hồ là có thể vô hạn thuấn di, phó cường tốc độ lại nhanh, lại thế nào có thể nhanh hơn được hắn. Dầm dầm dầm, lần lượt đánh xuống, phó cường nội tâm chậm rãi tuyệt vọng, hắn trốn không thoát, tự xem là chết vẫn là phế đi. Một nén nhang về sau, phó cường không chạy, hắn đứng tại trên cánh đồng hoang cười khổ nói ra, được rồi, giang giật, người cũng đừng công kích. Lần này ta nhận thua, người muốn làm sao, vạch ra đạo đạo đi. Chỉ cần không giết ta, còn lại đều tốt nói lần này ta là bị người nhờ vả cùng ngươi cũng không có ân oán hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một mạng ông giang giật thân thể ở phía xa ngưng hiện hắn trầm ngâm chốc lát nói phó cường đã ngươi như thế thức thời ta tự cho ngươi một cái cơ hội ngươi tự phế tiên hạch đi ngươi những năm này cần thiết tiên thạch ta giúp ngươi giao bảo vệ ngươi không chết phó cường chiến lược quá mạnh giang giật cũng không muốn giữ lại một viên bom hẹn giờ ở bên người sở dĩ phó cường nhất định phải phế bỏ dù sao chỉ cần mấy chục năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ tiên hạch, chỉ cần không chết, đều có thể khôi phục chiến lực. Tốt, Phó Cường rất hắc độc, đưa tay đối với mình bụng dưới hung hăng vỗ tới, đem tiên hạch cho tươi sống làm vỡ nát. Khóe miệng của hắn tuôn ra một ngụm máu tươi, ngồi xếp bằng trên mặt đất cười khổ nói ra, giang giật, ta đã biến thành phế nhân, không có 50 năm khôi phục không được, người như thật muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hừ, giang giật hừ lạnh một tiếng nói, ta giang giật có cửu báo cửu, có ân báo ân, nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói tha cho ngươi một mạng, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Giang giật thần thức không cách nào dò xét, không xác định phó cường tiên hạch phải chăng nát. Hắn lấy ra một khối tiên phù đưa tin, sau đó lạnh băng băng sừng sướng trên đỉnh núi lẳng lặng chờ đợi. Hưu, sau nửa canh giờ, hai cái thượng tiên bay vụt mà đến, đây là tiêu giao các hai cái tương đối cường đại thượng tiên, có một cái vẫn là thượng tiên bảng cường giả. Do xét thoáng cái hắn, nếu như là phế nhân, trực tiếp cầm xuống giang giật cùng hai người nói một câu hai người kia thần thức đã sớm khóa chặt phó cường trên mặt đều là kinh dị bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra phó cường cái này tại tiên vực xem như nổi danh nhân vật hung ác không nghĩ tới bị giang giật phế đi các chủ không có vấn đề tiên hạch hoàn toàn chính xác bị phế một tên thượng tiên tra xét rõ ràng một phen truyền âm nói cầm xuống mang về thanh ma sơn xem thật kỹ quản giang giật phung tay lên hai cái thượng tiên bay qua cầm xuống phó cường Bất quá cũng không dám đối phó cường động quá ác thủ đoạn, một người lấy ra một cái xích sắt đem phó cường trói lên mang theo bay mất. Tốt, Giang giật có chút thở ra một hơi, một trận chiến này xem như kết thúc. Hắn đối với mình chiến lực có rõ ràng nhận biết, trước đó không có quá mạnh đối thủ, hắn không cách nào cân nhắc, cùng phó cường một trận chiến để hắn hiểu được rất nhiều. Chiến lực của hắn hẳn là tại thượng tiên bảng chừng 100. Đạt được cái kết luận này hắn còn hơi có chút huệ hoài, nguyên bản hắn cho là hắn nhiều như vậy thiên địa chi lực còn dung hợp ngưng luyện hai lần, hắn. Coi là có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng quét ngang sở hữu thượng tiên, phát hiện vẫn là quá ngây thơ rồi. Giống như hắn ý nghĩ này bị mạnh nhanh biết chắc thổ huyết, phải biết rất nhiều thượng tiên tu luyện mấy vạn mấy chục năm đều không thể tiến vào thượng tiên bảng. Giang giật mới đến tiên vực bao lâu đều có thể so thượng tiên bảng chừng 100 cường giả, hắn thế mà còn không vừa lòng. Giang giật không phải bất mãn đủ, mà là hắn cùng phổ thông thượng tiên có bản chất khác nhau, hắn có một cái thế giới, cái nào thượng tiên thiên tiên có một cái thế giới, có thể sáng tạo một cái thế giới. Tại giang giật trong lòng, chiến lực của hắn hẳn là có thể mạnh hơn, hẳn là có thể quét ngang thượng tiên thậm chí thiên tiên. Dù sao hắn sáng tạo thế giới, hắn là một cái sáng thế thần, hẳn là bao trùm tại sở hữu thượng tiên thiên tiên phía trên. Hắn chưa từng nghe nói thượng tiên cùng thiên tiên có thể sáng tạo một cái thế giới. Từ từ sẽ đến, trước chân áp sáu người này, đem thế giới của ta triệt để hoàn thiện nhìn nhìn lại đi. Giang giật nhắc tới một tiếng, thân thể hướng nơi xa bay đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một bên phi hành tìm kiếm truyền tống tiên trận, hắn vừa cùng Mạnh Nanh đưa tin hỏi thăm tình huống. Mạnh Nanh nắm trong tay sở hữu tin tức, thác bạt giã đám người hành tung cơ bản đều có thể hiểu rõ. Thác bạt giã thế mà ngừng đi về phía trước còn tựa hồ tại bầy trận. Mạnh Nanh đưa tin để gian giật trở nên đau đầu, thác bạt giã quả nhiên khó đối phó nhất, người này giàu có tâm cơ, dùng âm hiểm lấy xương. Hắn hẳn là chuẩn bị dùng bất biến ứng vạn biến, cho Giang giật chính mình chủ động xuất kích. Trước hết giải quyết giao thanh thượng tiên đi, Giang giật rất nhanh quyết định chủ ý, giao thanh một người vẫn là một nữ tử, dễ dàng đối phó một chút. Hắn thân thể hướng phía trước mới bay đi, tìm một cái truyền tống tiên trận, hướng giao thanh thượng tiên chỗ khu vực truyền tống mà đi. chương 2198 là thủ tồi hoa. Giao thanh thượng tiên rất phiền muộn, nàng bị truyền tống đi thiên ma phong biên giới Tây Nam, mà lại nàng bị truyền tống về sau, cái kia truyền tống tiên trận lập tức bạo liệt, rõ ràng là duy nhất một lần. Trong tay nàng có địa đồ, biết mình ở nơi nào, khoảng cách thanh ma sơn ít nhất có ba ngày lộ trình. Ba ngày thời gian ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đàn ngọc thượng tiên nội tâm có chút lo lắng bất an, lần này sợ là muốn xảy ra chuyện A. Nàng cùng giao chỉ thượng tiên đồng suốt một môn, đối với hồng mông thế giới sự tình phi thường tinh tường. Nguyên bản nàng không có làm giang giật là cái nhân vật, suy nghĩ kỹ một chút càng phát cảm giác không thích hợp. Một phàm nhân, tại hạ giới liền có thể làm cho hình sử đại nhân cùng ba cái thượng tiên đầy bụi đất, còn có thể đánh giết kim lệ tới tiên vực mới bao lâu, không chỉ có lực áp thanh học, đều nhất thống thiên ma phong, lại đem nàng nhẹ nhõm truyền tống tách ra. Giống như không phải thiên ma phong thượng tiên đều là phế vật, Giang Giật khẳng định là cái nhân vật phi thường lợi hại. Sự thật chứng minh, Giang Giật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, các nàng đều khinh thường hắn. Hừ hừ, nghĩ đến Giang Giật lấy nàng làm bản gốc điều khắc pho tượng, trong mắt nàng đều là sát ý, Mặc kệ Giang giật lại cường đại, nàng đều muốn đi thanh ma sơn, đem Giang giật sống sờ sờ mà lột ra. Nàng là tiên vực nổi danh tiên tử, lại bị Giang giật như thế khinh nhờn, khẩu khí này tự nhiên không thể nhịn dưới, còn có giao chỉ thượng tiên thù không thể không báo. hưu nàng tốc độ tăng lên mấy phần, hướng thanh ma sơn nhanh chóng bay đi. Nhưng nàng chỉ là bay nửa canh giờ tựu ngừng lại, bởi vì phía trước trên núi xuất hiện một người trẻ tuổi, mà người này ngay tại cầm một cái dao găm điêu khắc phủ điêu. a à, Giang giật, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy phù điêu giao thanh lập tức tức nổ tung, phù điêu còn không có thành hình, nhưng đã có khuôn mẫu, nhất là gương mặt kia phi thường có đặc điểm, rất có thần vận tựa như giống như người thật. Người trẻ tuổi khắc họa phù điêu, là một cái dưới đất tù thất, một nữ tử bị xích sắt trói buộc, tựa như quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên tựa hồ tại khẩn cầu chủ nhân ân sủng, thần tình kia quá đúng chỗ. Gương mặt này không cần phải nói là giao thanh tiên tử, đối với thượng tiên tới nói muốn vẽ một người mặt quá đơn giản, giang giật trong tay bọn họ sớm có giao thanh chân dung, giờ phút này người trẻ tuổi bắt đầu điêu khắc phi thường nhẹ nhõm. Giao thanh thượng tiên coi trọng nhất danh dự của mình, mặc dù cùng rất nhiều thượng tiên mập mờ không rõ, nhưng còn chưa bao giờ nghe đồn bị bất luận cái gì thượng tiên đắc thủ. Giao thanh thượng tiên mục đích phi thường rõ ràng, cái kia chính là dính vào một cái cường đại thiên tiên, bình thường thượng tiên nàng nhưng nhìn không vừa mắt. Cho nên nàng phi thường chú trọng chính mình danh dự, tiên vực nếu có người đối nàng có nửa điểm không khinh nhờn, hành vi thất lễ nàng đều hội truy cứu tới cùng dạng này có thể bảo trì nàng băng thanh ngọc khiết thủ sinh như ngọc hình tượng người trẻ tuổi này liền là trước đó giao thanh thượng tiên tại sơn cốc nhìn thấy giang giật giang giật như thế hạ lưu khắc họa pho tượng cái này nếu là truyền ra danh dự của nàng đem rớt xuống ngàn trường những năm này thật vất vả bảo trì hình tượng sẽ phá hư hầu như không còn giang giật nàng tốc độ đạt tới cực hạn đồng thời khẽ kêu một tiếng thanh âm này không giống vừa rồi như vậy đằng đằng sát khí mà là có một cỗ không hiểu ma lực. Để giang giật linh hồn có chút chậm chạp thoáng cái, dưới đầu ý tứ quay lại hướng giao thanh thượng tiên nhìn lại. Ha ha, giao thanh thượng tiên cười nhạt một tiếng, tựa như băng sơn hòa tan toàn bộ thế giới xuân về hoa nở, giang giật ánh mắt triệt để si mê. Giao thanh thượng tiên một mực tu luyện chính là mị đạo, bất quá nàng mị thuật đi không phải tà đạo, mà là chính đạo. Nàng dùng đường đường chính chính linh hồn tiên thuật mê hoặc địch nhân, bất kỳ người nào đối với mỹ lệ sự vật đều sẽ trầm mê, đều sẽ mê say, mặc kệ nam nữ. Nam ảnh hưởng hội lớn hơn một chút, giống như sắc quỷ lại càng dễ trúng chiêu. Rất rõ ràng, Giang giật đã trúng chiêu, giao thanh thượng tiên trong lòng cười lạnh. Trong tay xuất hiện một cái màu hồng phấn trường kiếm, chuẩn bị lặng yên vô tức đem Giang giật tiên hạch phế đi. Nàng phi thường xác định Giang giật đã trúng nàng mỹ hoặc tiên thuật, linh hồn đều bị nàng dẫn dắt tiến vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Vạn trượng, năm ngàn trượng, ngàn trượng, Giao chỉ thượng tiên trong tay tiên kiếm quang mang lấp lánh liền muốn đối giang giật đâm tới. Nàng giờ phút này vẫn như cũ xác định giang giật linh hồn còn tại bên trong ảo cảnh, căn bản sẽ không phản kháng, có thể nhẹ nhõm bị nàng một chiêu đâm xuyên tiên hạch. Tiên hạch không đúng. Giao chỉ tiên tử đột nhiên phát hiện một vấn đề, giang giật lúc ở hạ giới vẫn là phàm nhân, lúc này mới tiên vực mới không bao lâu a à theo đạo lý hẳn là không ngưng tụ tiên hạch a. À. Ông đột nhiên một cỗ phi thường khủng bố thiên địa chi lực chấn áp mà xuống tiếp lấy bầu trời một cái to lớn thủ ấn ngưng tụ mà ra, đối nàng ầm vang nện xuống. Giả, dạ, đây là giả giang giật, thật giang giật ở phía sau. Giao thanh thượng tiên trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng nàng tỉnh ngộ đã muộn. Nàng muốn trốn tránh lái đi, đáng tiếc tốc độ đại giảm, một trường kia phạm vi bao phủ quá lớn, vỗ xuống tốc độ cũng thật nhanh, nàng căn bản tránh né không ra. Uống, nàng cảm nhận được một trường kia uy lực, sống chết trước mắt tụ tập thiên địa chi lực lên đỉnh đầu tạo thành một cái hộ thuẫn, đồng thời trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên hướng trên bầu trời đâm tới. Suy suy, nàng khiên động thiên địa chi lực, ngưng tụ một đầu tử long đối cự đại thủ trưởng đánh tới. Yên diệt, đại thủ trưởng là ngưng kết mấy lần thiên địa chi lực, giao thanh thượng tiên tại thượng tiên bảng xếp hạng hơn 400, vẫn là dựa vào linh hồn tiên thuật mới đứng hàng đi, phổ thông công kích đương nhiên sẽ không quá mạnh. Tử long nhẹ nhõm bị đại thủ trưởng đập nát, oanh, đại thủ trưởng tiếp tục chấn áp mà xuống, giao thanh thượng tiên ngưng tụ tấm chắn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, thoáng cái tự bị chấn bể. Giao thanh thượng tiên cảm nhận được đại thủ trưởng bên trong truyền đến kinh khủng uy áp, sắc mặt biến đến trắng bệch, một trưởng này xuống tới nàng tuyệt đối phải bị nghiền thành thịt nát. Oanh, toàn bộ mặt đất chấn động, cứng rắn mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, giao thanh thượng tiên bị đánh vào lòng đất, toàn thân áo bảo vỡ vụn, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Ta không chết, giao thanh tiên tử cảm giác tối hậu quan đầu giang giật thu một chút lực đạo, nếu không nàng tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Mặc dù như thế, nàng vẫn là bị đả thương nặng, cả người xương cốt đều đoạn mất, ngay cả đứng đều rất khó đứng lên. Giang giật, người có gan giết ta, người tới giết ta à, giết ta à. Giao thanh tiên tử giống giận, bởi vì xúc động vết thương đau đến toàn thân đều run rẩy, nhưng nàng còn tại gào thét không ngừng, nghĩ làm tức giận Giang giật tới gần. Giang giật vẫn như cũ sừng sướng giữa không chung, thân thể không có nửa phần di động, nữ nhân này hiểu được linh hồn tiên thuật, đến gần nói sẽ bị nàng âm hắn cũng sẽ không ngu như vậy suy suy hắn dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cây trường thương đối giao thanh thượng tiên bụng dưới đột nhiên đâm tới ầm um, giao thanh tiên tử bụng dưới phá vỡ một cái lỗ thùng to nàng đau đến trực tiếp ngất đi nơi xa cái kia giả mạo giang giật thấy đập vào mắt kinh hãi giang giật thật đúng là thiết huyết vô tình a à. tiên vực mỹ nữ nổi danh thế mà cứ như vậy phế đi con mắt đều không nháy mắt thoáng cái là thủ tồi hoa đem nàng mang về mặt khác tìm hiểu linh hồn tiên thuật người, đem linh hồn nàng cho phong ấn. Giang giật mặt không thay đổi nói, đối với hắn mà nói không có mỹ nhân không mỹ nhân, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân phân chia. Loại nữ nhân này ngươi như thủ hạ lưu tình, sẽ chết được rất thảm. Hưu, ngụy trang giang giật thượng tiên bay vụt mà đến, vận chuyển một tia tiên lực giúp giao thanh tùy ý trị liệu một phen, sau đó mang theo bay vào phụ cận truyền tống trận, hướng thanh ma sơn truyền tống mà đi. Tốt, giang giật sắc mặt hòa hoãn lại, hai cái thượng tiên đều đã giải quyết, chỉ còn lại khó giải quyết nhất thác bạt giã. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, hắn ít nhất có mấy năm an nhàn thời gian. Thời gian mấy năm nhìn rất ngắn, hắn lại có rất cường đại lòng tin, chờ hắn thế giới đại thành ngày, coi như hình sử đại nhân đích thân đến, hắn hẳn là đều có lực đánh một trận. Dù sao, hắn nhưng là sáng thế thần A, chương 2199, ôm cây đợi thỏ. Thác bạt giã chiếm cứ một tòa đại sơn, bày mấy cái cường đại huyễn trận, giang giật không có lập tức đi đối phó thác bạc giã mà là về tới thanh ma sơn biết được tin tức này sau nội tâm của hắn ngưng trọng lên cái này quả nhiên là khó khăn nhất đối thủ thác bạc giã thượng tiên thượng tiên bảng xếp hạng 93, có được cấp hai tiên bảo nước tiên tiến am hiểu ám sát đây là tường vân thượng tiên cho tư liệu theo trên tư liệu xem thác bạc giã liền là tương đối người âm hiểm hắn phát huy hắn cường hạng bố trí từng cái cường đại huyễn trận giang giật hoặc là thủ hạ một khi tiến vào huyễn trận sẽ bị hắn vô tình bắn giết Thanh hộp bảo tháp là cấp 3 tiên bảo, uy lực không tầm thường. Thác bạt giã lại có một thanh cấp 2 tiên bảo nước tiên tiến, thanh này tiến mạnh bao nhiêu uy lực giang giật không cần suy nghĩ nhiều, hắn thiên thuẫn tuyệt đối gánh không được. Phó cường cùng thác bạt giã thượng tiên bảng xếp hạng không sai biệt lắm, phó cường trạng thái đỉnh phong dưới một kích toàn lực, giang giật suy đoán chính mình thiên thuẫn chịu không được. Cái này cấp 2 tiên bảo lực công kích cũng không yếu tại phó cường đại lăn lộn động thuật, thiên thuẫn vừa vỡ, hắn thân thể cũng sẽ bị bắn thủng. sau đó bảo ta. Giang giật trầm tư một lát, quyết định trước thả một chút, phơi một phơi thác bạt giã, xem hắn phải chăng ngồi được vững. Hắn phái 10 cái thượng tiên đi phụ cận, bố trí rất nhiều tiên trận, thuận tiện phái người dám thì thác bạt giã một chú ý hồ tam đao ba người, chỉ cần ba người vừa có dị động, hắn sẽ lập tức biết rõ. Thanh Ma Sơn trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt, bởi vì tất cả thượng tiên đều tụ tập tại cái này, Giang giật không cần những cái kia thượng tiên làm cái gì, chỉ cần không quấy rối là đủ. Giang giật nói, Mọi người chỉ cần an tâm ở nơi này 3 tháng, cái gì đều không cần làm, nếu như không có tiên thạch giao nhiệm vụ, tiêu giao các ra. Gia. Tại giang giật lực lượng tuyệt đối chân áp xuống, không có thượng tiên dám làm loạn đều ngoan ngoãn ở nơi này. Bọn hắn căn cứ đủ loại tình huống phỏng đoán, giang giật có thể muốn cùng người khác đại chiến. Không ngoài dự liệu, đại chiến quả nhiên bắt đầu, mà lại rất nhanh liền mang về cái thứ nhất tù binh, cái này tù binh phi thường nổi danh khí, thượng tiên bảng trước 100, nghĩ không có tên tuổi cũng khó khăn. Phó Cường bị mang về về sau, Thanh Ma Sơn oanh động, trận chiến này không có bất kỳ người nào hỗ trợ, Giang giật một người đi đơn đả độc đấu, nhẹ nhõm thắng Phó Cường. Trước đó không lâu Giang giật giống như bị Thanh Hộc truy sát mấy trăm vạn lý tối hậu quan đầu mới đột phá phản thắng tất cả mọi người suy đoán Giang giật hẳn là chỉ có thượng tiên bảng top 500 chiến lực. Sự thật chứng minh, đằng sau thượng tiên bảng điều chỉnh về sau, Giang giật hoàn toàn chính xác xếp hạng hơn 400. Lại nhẹ nhõm đem thượng tiên bảng trước 100 cầm xuống, Lúc này mới bao nhiêu thời gian A? À? Hơn 5 năm, đối với Thượng Tiên tới nói, thời gian 5 năm chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt, hơn 5 năm thời gian theo Thượng Tiên bảng hơn 400 đến 100, cái này dọa người. Có phải hay không qua một thời gian ngắn, Giang giật liền trực tiếp biến thành Thiên Tiên A? À? Tại giao thanh Thượng Tiên bị mang về về sau, thanh ma sơn triệt để sôi trào, vị này mọi người trước kia chỉ có thể đứng xa nhìn không dám khinh nhường nữ thần, cư nhiên như thế thê thảm Giang giật quá máu lạnh đi chẳng lẽ hắn không thích nữ nhân nếu không đối một cái tiên vực nổi danh đại mỹ nhân dưới nặng tay như thế. Cái kia giả mạo giang giật thượng tiên, đem giao thanh mang về về sau, để cho người ta phong ấn giao thanh linh hồn, sau đó tìm một cái sơn động cứ như vậy ném vào mặc kệ, để nàng như heo cầu núp ở trong động. Giao thanh toàn thân không có mấy khối thịt ngon, bất quá tấm kia yêu mị mặt lại bảo tồn rất tốt, để rất nhiều thượng tiên thần thức đảo qua dò xét về sau, ta thấy mại yêu. Đương nhiên, ai cũng không dám làm loạn, Giang giật vô tình lãnh huyết bá đạo đem sở hữu thượng tiên kinh hãi, mọi người nhao nhao nghe ngóng suy đoán, kế tiếp hội là ai. Giang giật về sau nhưng không có bất luận cái gì động tính, một mực tại trong động phủ ở. Còn phái thủ hạ đi sở hữu bảo địa thu tiên thạch đi, hắn tựa hồ chuẩn bị cùng thác bạt giã hao tổn thoáng cái, nhìn xem ai có thể kéo chết ai. Hắn tại động phủ an nhàn ở, thác bạt giã bên kia mọi cử động có thể giám thị. Thác bạt giã rời đi bên này còn có mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, trên đường đều là tiên trận cơ quan trinh sát, muốn lặng yên vô tức tiềm hành đến Thanh Ma Sơn, so với lên trời còn khó hơn. Sở dĩ giang giật có nhiều thời gian đi hao tổn, hắn tại cái này an nhàn thu tiên thạch, cùng lắm thì phân một chút cho mấy trăm thượng tiên, hắn kiếm ít một điểm, thác bạt giã chẳng lẽ cả một đời ở trên núi ở. Năm ngày, mười ngày, nửa tháng, giang giật vẫn là không có động tính, thác bạt giã bên kia có chút ngồi không yên, bởi vì nửa tháng này đến phó cường cùng giao thanh không có nửa điểm tin tức. Bên ngoài đều là các loại tiên trận cùng cơ quan, thác bạt giã cùng một chú ý hồ tam đao thần thức tùy ý liếc nhìn một phen, đơn giản có thể phát hiện khắp nơi đều là tiên trận ba động. Tiếp tục rông dài lúc nào là cái đầu, bọn hắn chỉ có thời gian 10 năm, 10 năm về sau phục dịch kết thúc, nhất định phải rời đi tiên ma sơn. Nhiệm vụ lần này thất bại, bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì ban thưởng, ngược lại sẽ bị hình xử đại nhân gian dậy, sẽ bị rất nhiều thượng tiên chế diễu. Đi thanh ma sơn. Phó Cường cùng giao thanh thượng tiên không có tin tức gì, đưa tin cũng không trở về, cái này khiến thác bạt giã ba người có một loại dự cảm không tốt, hai người này rất có thể bại. Cũng là bởi vì Phó Cường đưa tin không có trả lời, thác bạt giã mới quyết định ngồi chờ nơi này. Thác bạt đại nhân, làm sao bây giờ? Một chú ý cùng Hồ Tam Đao nhìn qua thác bạt giã, cái sau lắc đầu nói, khác đừng thiện độc, hành tung của chúng ta đều bị giám thị. Giang giật có thể thong dòng bố trí, chúng ta thiện độc, chỉ có một con đường chết thác bạt giã phất tay để cho hai người xuống dưới, đều tự tìm chỗ tu luyện. Hai người xuống dưới sau cũng rất nhanh lại trở về, hồ tam đao đầy mắt hưng phấn nói ra, thác bạt nhân từ, thiếu chủ đưa tin tới, hắn đã ẩn núp đến phụ cận. A à thanh hộp tới, thác bạt giã con người lấp lẽ, trầm giọng nói ra, đưa tin tiên phù cho ta, ta cùng thiếu chủ liên hệ xuống. Hồ tam đao đem tiên phù cho thác bạt giã, cái sau bắt đầu đưa tin, tiên phù quang mang lấp lánh không ngớt, trọn vẹn sáng lên vài chục lần, thác bạt giã mới thình lình đứng lên nói tốt, các người chuẩn bị một chút, ba ngày sau hành động. Tốt, hồ tam đao cùng một chú ý hưng phấn gật đầu đáp ứng, xem thác bạt giã thần sắc lần này hẳn là có rất lớn nắm chắc. Ở nơi này lấy bọn hắn đều nhanh bước điên rồi, thời khắc lo lắng hãi hùng không bằng chủ động xuất kích, thành bại sinh tử tựu xem một trận chiến đi. Ba ngày sau, thác bạt giã mang theo hai người xuất động, như mãnh hổ hạ sơn bắn thẳng đến thanh ma sơn mà đi. Phụ cận tiên trận một đường bị phá ra, ẩn núp mấy cái thượng tiên đều bị thác bạt giã tươi sống oanh thành tàn phế biến thành phế nhân thác bạt giã ngựa không dừng vó dẫn người bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên chỉ là hai canh giờ tựu vượt ngang hơn hai ngàn vạn lý khu vực thẳng bức thanh ma sơn ngồi không yên giang giật nhận được tin tức về sau trong sơn động trầm ngâm thời gian một nén nhang hắn đứng dậy quát khẽ triệu tập tối cường 10 cái thượng tiên tới tham chiến nói cho bọn hắn trận chiến này như thắng về sau bọn hắn đạt được tiên thạch gấp bội giống như không nguyện ý xuất chiến cũng không miễn cưỡng, bất quá. Về sau không có khả năng lại phân tiên thạch, cũng không phải chúng ta tiêu giao các người. Thác bạt dã khí thế như rồng, giang giật không dám khinh thường, chỉ có thể tìm mấy người trợ giúp, một trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép thua, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Ong ong, chỉ là nửa canh giờ, 10 cái thượng tiên đều truyền tống đến đây. Mấy năm này bọn hắn chú đóng ở bảo địa đạt được không ít tiên thạch, giảm hình phát tốc độ rất nhanh, bọn hắn nghĩ sớm ngày khôi phục sự tự do, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đi, đi Hồng Ma Sơn, chúng ta là ở chỗ này chờ thác bạt giã đi. Giang giật mang theo 10 người xông vào truyền tống trận, Hồng Ma Sơn là thác bạt giã bọn người phải qua đường, bọn hắn trước thời gian đi qua có thể bố trí một phen, ôm cây đợi thỏ. Cắt cắt chương 2200, liệt tiên tiễn, Hồng Ma Sơn rất dài, đông tây phương hướng vượt ngang, vừa vặn chặn đường tại thiên ma lâu đài cùng thanh Ma Sơn ở giữa. Nơi này là đi thanh ma sơn phải qua đường, trừ phi thác bạt giã bọn người lượn quanh một vòng lớn đường. Thác bạc giã giờ phút này khí thế như hồng, hướng thanh ma sơn thẳng tắp tới gần, chắc chắn sẽ không đi đường vòng. Bọn hắn rời đi hồng ma sơn chỉ có nửa canh giờ lộ trình, đưa tin còn tại hướng bên này một đường bay tới. Giang giật mang theo 10 cái thượng tiên sau khi đến, lập tức để trong đó ba cái bầy trận cao thủ bắt đầu bầy trận. Thời gian quá ngắn không thể bố trí quá mạnh sát trận, Giang giật liền để bọn hắn bố trí huyễn trận, bố trí vô số huyễn trận, không truy cầu có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần mê hoặc mấy hơi thời gian là đủ. Dạng này huyễn trận rất dễ dàng bố trí, nửa canh giờ, ba cái thượng tiên tại còn lại người phối hợp xuống, hết thảy bố trí dòng dã 30 huyễn trận. Lúc này, Giang giật đưa tin tiên phù đạt được tin tức, thác bạt dã đám người đã xúc động Hồng Ma Sơn phía nam 10 vạn lý tiểu tiên trận, lập tức liền muốn đến Hồng Ma Sơn. Tản ra, chú ý nhiệm vụ của các ngươi liền là kéo thác bạt giã, có thể không xuất thủ tình huống dưới đừng xuất thủ, bảo mệnh đệ nhất. Không cầu các người có thể đánh giết thác bạt giã, kéo dài là đủ. Còn như còn lại hai cái, giao cho ta tốt, giang giật quát khẽ một tiếng, mười cái thượng tiên phân biệt tản ra, giang giật chính mình cũng ẩn núp đi. Huyến trận cũng không có mở ra, coi như mở ra, khống chế huyến trận người sẽ chú ý, sẽ không ảnh hưởng hắn. Ngưng, phía nam ba đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, tối cường một cái cầm trong tay một cái màu đen cung tiến kia cung tiến không biết dùng cái gì chất liệu làm thành, hiện ra khiến lòng run sợ hàn ý, còn có màu đen chảy màu vần quanh, tự liền cung tiến dây cung đều cảm giác không phải bình thường, phía trên có cường đại hung thú khí tức. Thác bạt giã một thân đạo bào, dâu dài bồng bềnh, khuôn mặt như ngọc, nhìn phi thường nho nhã. Hắn tại hồng ma sơn trước ngừng lại, ánh mắt thiểm nhanh nhìn qua phía trước phân biệt truyền âm nói, xem ra ta dự liệu không tệ, giang giật khẳng định tại hồng ma sơn bố trí mai phục, hắn hẳn là liền tại bên trong. Vậy còn chờ gì, nhất cố thượng tiên trên vai khiêng một cái rất là khoa trương to lớn chiến phủ, hắn một khi khai chiến sẽ liều lĩnh, chiến đến một khắc cuối cùng, sở dĩ có một chú ý xưng hào. Giờ phút này đã khai chiến, bọn hắn đều phế đi 7-8 cái thượng tiên, không còn có lượn vòng chỗ trống, chỉ có tử chiến. Không vội, thác bạt giã cười lạnh một tiếng truyền âm nói, chúng ta đã đến nơi này, đến lượt gấp không phải chúng ta, mà là giang giật. Chúng ta sẽ chờ ở đây, giang giật khẳng định sẽ chủ động xuất khích. Chờ ở tại đây, nhất cố thượng tiên cùng hồ tam đao liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi ba người khí thế như vậy thịnh, chính là khí thế chính vượng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, khó tránh khỏi hội nhụt trí. Mà lại giang giật cũng có đầy đủ thời gian đi bố trí A. À. Chỉ là thác bạt giã là thủ lĩnh của bọn hắn, thực lực so hai người mạnh mẽ quá nhiều, hai người không tiện nói gì, chỉ có thể sừng sướng giữa không chung lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, giang giật người bên kia không dám động, cũng không dám dò xét, giang giật chính mình càng sẽ không đi dò xét bất quá giang giật hết sức bảo trì bình thản hắn không hạ lệnh không ai dám động nửa canh giờ một canh giờ thác bạt giã trong tay tiên phù đột nhiên sáng lên hắn quát lớn sông nhất cố thượng tiên cùng hồ tam đao đã sớm không đợi được kiên nhẫn hai người đứng mũi chịu xào bắn tới thác bạt giã đi theo ở phía sau trong tay xuất hiện một chút tiên phù hắn thần thức phi thường cường đại đã sớm dò xét đến hồng ma sơn bên trong có rất nhiều huyễn trận ông quả nhiên một chú ý cùng hồ tam đao sông lên vào hồng ma sơn lập tức xúc động huyến cảnh, hai người cảm giác cảnh sát trước mắt biến đổi, người bên cạnh đều không thấy. Ngay tại hai người chuẩn bị nghĩ biện pháp phá vỡ huyến trận lúc, bên người sáng lên một đạo quang mang, mấy cái tiên phù nổ tung, sau đó không gian ba động, huyễn cảnh lập tức bị phá ra. Các ngươi cứ việc xông, hết thảy có ta, không cầu các ngươi giết địch, chú ý bảo mệnh. Thác bạt giã truyền âm vang lên tại hai người trong tai, hai người tinh thần nhất chấn, hết thảy đều tại thác bạt giã trong dự liệu, bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Ông, hai người một đường vượt quan, một đường xúc động huyễn trận, nhưng mỗi lần vẻn vẹn một hơi thời gian tự bị thác bạt giã cho phá. Không sai biệt lắm, các người phân biệt hướng tả hữu hành động, tao ngộ bất luận kẻ nào đều có thể công kích. Không được giết người, giống như tao ngộ giang giật lập tức đào tẩu. Lần nữa đi về phía trước trăm dặm, thác bạt giã đột nhiên truyền âm nói, tiếp lấy thác bạt giã thân thể trở nên trong suốt, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, hai người cũng không ngạc nhiên, hai người đều tin tưởng bọn hắn là mồi nhử, dựa vào bọn họ phế không được giang giật, chân chính chủ lực là thác bạt giã. Chỉ cần cho thác bạt giã cơ hội đánh lén, giang giật thua không nghi ngờ. Suy suy, đột nhiên phụ cận ngọn núi sáng lên một đạo quang mang, dưới núi toát ra nồng đậm khói đen, già thiên tránh địa, còn có thể ngăn cách thần thức giò xét, đem phụ cận sở hữu cảnh sắc đều cho bao phủ tiến vào. Lại là huyến trận, một chú ý cùng hồ tam đau nổi giận quát khẽ, Lần này Huyễn trận so vừa rồi đều mạnh hơn, hai người muốn phá vỡ phi thường khó khăn. Động thủ, công kích hai người. Một đạo như lôi đỉnh quát lớn vang lên, tiếp lấy bốn phương tám hướng phóng tới mấy đạo tiên thuật công kích, còn có ba kiện tiên bảo. Vô số sát cơ theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, để hồ tam đao cùng một chú ý sắc mặt đại biến. Địch tối ta sáng, bốn phương tám hướng đều là đánh lén, hai người mặc dù tại thượng tiên bảng top 500, nhưng cũng gánh không được liên tục không ngừng đánh lén A lại nói còn có một cái phi thường cường đại giang giật. Đại nhân, hỗ trợ phá trận, hai người ngăn cản một lát, cảm giác rất là phí sức bất đắc dĩ chỉ có thể quát khẽ. Thác bạt dã nhưng căn bản không có bất cứ động tính gì, cả người tựa như dung nhập cái này cuồn cuộn trong khói đen, biến mất không thấy. Dầm dầm dầm, ba kiện tiên bảo cùng mấy đạo công kích liên tục không ngừng đánh tới, một chú ý cùng hồ tam đao hai người điên cuồng bắn ra công kích, tả đột hữu thiểm, một bên chống cự, còn vừa kích. Tại huyến trận bên trong bọn hắn là mù loà, giang giật người bên kia lại có thể khóa chặt nhất cử nhất động của bọn họ, coi như bọn hắn so 10 người kia mạnh, cũng có chút không ngăn được. Hiu hiu hiu, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thác bạt giã rốt cuộc nhịn không được đánh ra tiên phù phá trận, bại lộ chính mình chỗ ẩn thân, giang giật thanh âm trong nháy mắt bạo hống, bên trái đằng trước 30 dặm bên trong tòa thung lũng kia, công kích. Xuy suy, dầm dầm dầm, 10 người không có chút gì do dự, hướng giang giật nói tới địa phương phóng thích các loại công kích đánh xuống. Cùng kỳ đồng lúc, một đạo vô hình thiên địa chi lực đột nhiên chấn áp hồ tam đao cùng nhất cố thượng tiên, tiếp lấy hai người trên không từng cái đại thủ ấn xuất hiện, đối hai người ẩm vang vỗ xuống. a à, hai người trong nháy mắt trợn tròn mắt, hai người chiến lực cùng thanh học không sai biệt lắm, lại thế nào có thể chống đỡ được giang giật công kích. Thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, hai người trốn đều chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị đập, giờ khác này hai người không cầu gì khác, chỉ cầu không chết. Oanh, Giang giật không có giết hai người, bất quá hai người bị đập đến toàn thân xương cốt đứt gãy, mà lại Giang giật còn phân biệt ngưng tụ hai cây trường thương đâm phát nổ hai người tiên hạch, hai người liền Giang giật mặt đều không nhìn thấy, tự bị phế. Giang giật thân thể lóe lên một cái rồi biến mất thuấn di rời đi, ngay tại hắn thân thể vừa mới biến mất về sau, một đạo vô hình chi tiến từ không trung xuất hiện, tại hắn vừa rồi chỗ không gian trực tiếp nổ tung. Oanh, phụ cận không gian thế mà lộ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, phải biết nơi này chính là tiên ma sơn A. Giang giật thân thể ra phương xa, thông qua thiên địa chi lực cảm ứng được tình huống bên này âm thầm kinh hãi. Cấp 2 tiên bảo liệt tiên tiến quả nhiên lợi hại, hắn như chế một hơi thời gian, giờ phút này đoán chừng bị tươi sống nổ chết. chương 2201, tìm được, Giang giật cùng thác bạt giã sách lược là thường tương tự, hai người đều ẩn núp đi, chờ đợi địch nhân bại lộ lúc, cho một kích chí mạng. Giang giật có chủ tràng ưu thế, Thác bạt giã không có khả năng trơ mắt nhìn xem một chú ý cùng hồ tam đao bị giết, chỉ có xuất thủ phá trận, bị giang giật khóa chặt phương vị. Giang giật để 10 cái thượng tiên xuất thủ công kích, giành được một hơi thời gian, nhẹ nhóm đem hồ tam đao cùng một chú ý phế đi. Chuyện còn lại tự trở nên dễ dàng, hắn cùng 10 cái thượng tiên có thể nhẹ nhóm vây giết thác bạt giã. Thác bạt giã bắn ra một tiếng sau lập tức ẩn trốn, hắn phải hiểu một loại phi thường cường đại ẩn trốn tiên thuật, sở dĩ thượng tiên bao quát giang giật đều không thể khóa chặt hắn hành tung. Tường Hoa thượng tiên cho tư liệu, nói thác bạt giả am hiểu ám sát, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang giật đồng dạng ẩn núp đi, hắn tiềm phục tại một cái huyễn trận bên trong, thiên thuẫn thời khắc mở ra, xuyên thấu qua thiên địa chi lực bao phủ hơn phân nửa tòa hồng ma sơn. Giống như thác bạt giả công kích, hắn hội trước tiên biết rõ. Cái này ẩn trốn tiên thuật quá thần kỳ, của ta thiên địa chi lực đã bao phủ phương viên hai vạn lý, thế mà còn là không cách nào khóa chặt hắn hành tung. Giang giật âm thầm ngạc nhiên, giống như không cách nào khóa chặt thác bạt giã, đối phương có thể lặng yên vô tức ẩn núp đến bên cạnh hắn, sau đó cho một kích chí mạng A. Suy suy, hắn nghĩ nghĩ thân thể thuấn di mà đi, không dám ở cùng một nơi ngốc quá lâu, hắn thời khắc nhắm mắt lại cảm ứng. Ông, đột nhiên vùng Đông Nam một cái tiểu huyến trận bị xúc động, giang giật cảm ứng một phen quát lớn, vùng Đông Nam, công kích. Suy suy, 10 cái thượng tiên đồng dạng cảm ứng được bên kia huyễn trận ba động, lập tức hướng bên kia bay đi, đồng thời đánh ra đạo đạo công kích, đều không cần khóa chặt mục tiêu, một trận cuồng oanh loạn tạc. Suy, giang giật phía trước không gian đột nhiên xé toạc ra, một cái màu đen trường tiến bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, tựa như kinh hồng, một cái trước mắt đã đến giang giật trước mắt. Thật nhanh, giang giật giật mình, hắn chỉ là hô một tiếng, thác bạt giã liền có thể trong nháy mắt khóa chặt hắn phương vị, sau đó bắn ra một tiếng, hắn cũng không kịp thuấn di rời đi. Uống, giang giật ngưng tụ ra từng cái đại thủ trưởng đối phía trước trường tiến đập tới, nguyên bản hắn coi là trường tiến tao ngộ đại thủ ấn hội bảo tạc nào biết kia trường tiến thế mà trực tiếp đâm qua trấn áp giang giật khống chế thiên địa chi lực chấn áp trường tiến tốc độ đồng thời nhanh chóng triệt thoái phía sau thiên thuẫn lấp lánh trong tay không ngừng đánh ra đại thủ ấn hắn phát hiện hắc tiến đâm xuyên đại thủ ấn uy lực hội yếu bớt mấy phần hẳn là bên trong năng lượng bị tiêu hao mà lại hắn dùng thiên địa chi lực chấn áp về sau hắc tiến tốc độ sẽ còn chậm lại một tia oanh hắc tiến đâm xuyên mấy cái đại thủ ấn vẫn là xuất tại giang giật thiên thuẫn bên trên, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bất quá hắc tiến năng lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, lần này bạo tạc cũng không có đem không gian cho nổ tung, giang giật thiên thuẫn may mắn không có phá. Tốt, giang giật nội tâm có chút tâm, cái này hắc tiến hẳn là thiên địa chi lực ngưng tụ, công kích của hắn có thể triệt tiêu hắc tiến huy lực. Suy suy, hắn vừa mới chậm một hơi, phía trước không gian lần nữa sóng gió nổi lên, một cái hắc tiến tê liệt không gian mà ra, tiếp lấy bên phải bầu trời cũng xé rách, lại là một cái hắc tiến bắn ra. Thật nhanh, thượng tiên bảng trước 100 quả nhiên cường hoành. Phó cường bên trong giang giật mà tính, căn bản không có đánh trả chi lực, bị giang giật như như gió bão mưa rào oanh thành trọng thương, chiến lực thoáng cái giảm bớt đi nhiều, giang giật đều không có cảm nhận được phó cường mạnh bao nhiêu. Giờ phút này hắn mới chính thức kiến thức thượng tiên bảng trước 100 chiến lực, nếu như là bình thường người khẳng định sớm đã bị giết. Ông, hắc tiến vừa mới liệt không mà ra. Giang giật khoảng cách hắc tiến có nửa dặm khoảng cách, lần này hắn đầy đủ hắn thuấn di rời đi. Hắn thân thể có chút sáng lên ánh sao lấp lánh vờn quanh trên người hắn, biến mất tại nguyên chỗ. Dầm dầm dầm, Giang giật tính được rất chuẩn, hắn vừa mới rời đi hai thanh hắc tiến tự nổ tung, phương viên trăm dặm không gian xuất hiện khe hở. Không bằng hắn giờ phút này đã sớm đã tới ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng không có bị chấn động ra. Hắn mày nhăn lại, không biết nên làm sao chân áp thác bạt giã. Thác bạt giã có thể ẩn núp, hắn bất động, giang giật tìm không thấy hắn, hắn khẽ động công kích tự phi thường sắc bén, giang giật một cái không tốt sẽ bị tươi sống bắn giết. Giang giật xuyên thấu qua thiên địa chi lực đi cảm ứng, phát hiện kia 10 cái thượng tiên của ngoanh loạn tạc một trận, lại mất đi mục tiêu, mờ mịt tại bốn phía lục soát. Cũng may thác bạt giã không có công kích tâm tư của bọn hắn, nếu không toàn bộ đều bị giết. Đương nhiên, thác bạt giã chắc chắn sẽ không ngu như vậy, hắn một khi công kích 10 người này, giang giật liền có thể trong nháy mắt khóa chặt hắn phương vị, sau đó như gió bão mưa rào công kích mà xuống, để hắn căn bản không có thời gian phản kích. Suy suy, Giang giật tại nguyên chỗ dừng lại mấy hơi thời gian, nơi xa không gian có chút ba động, lúc này Giang giật có kinh nghiệm, không đợi hắc tiến ra lập tức liền thuấn di rời đi. Oanh, một cái hắc tiến xuất hiện Giang giật trước kia chỗ không gian nổ tung, phía dưới mấy cái thạch phong đều bị tạc toái, đầy trời đá vụn bắn ra, tiếng oanh minh quanh quẩn không ngớt. Cái này ẩn núp ẩn trốn tiên thuật quá lợi hại. Giang giật chỉ là cảm ứng được một đạo bóng người lóe lên, tiếp lấy thác bạt giã lại biến mất, đoán chừng đã sớm ẩn núp rời đi mấy trăm dặm, coi như Giang giật thuấn gì đi qua, cũng công kích không được hắn. Thiên địa chi lực tràn ngập giữa thiên địa, làm sao có thể dò xét không đến đâu bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể dò xét đến, hắn là thế nào ẩn trốn. Giang giật trong đầu hiển hiện thật sâu nghi hoặc, thiên địa chi lực ở khắp mọi nơi, coi như một con mũi Giang giật đều có thể cảm ứng được vì sao thác bạt giã lại biến mất vô tung vô ảnh không công kích căn bản cũng không có thể phát hiện hắn đâu. Công kích, Giang giật nội tâm đột nhiên động một cái, đôi mắt phát sáng lên, hắn phát hiện một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Thác bạt giã sở dĩ lúc công kích sẽ bị phát hiện là bởi vì hắn vận dụng thiên địa chi lực. Mà hắn ẩn trốn lúc khẳng định cũng muốn mượn nhờ thiên địa chi lực, các thượng tiên tiên thuật, vô luận cỡ nào xảo diệu cao thâm, cuối cùng đều là muốn nhờ vận dụng thiên địa chi lực hình thành các loại thủ đoạn cùng thần thông. Thác bạt giã ẩn trốn khẳng định phải mượn nhờ hoặc là vận dụng thiên địa chi lực, không bằng hắn hẳn là mượn nhờ rất xảo diệu, thiên địa chi lực không có quá sóng lớn động. Không có quá lớn, nhưng cũng có sóng chấn động, giang giật nghĩ thông suốt, hắn nhanh chóng thông qua chính mình thiên địa chi lực, đi dung hợp bốn phía không gian vốn là tồn tại thiên địa chi lực. Giang giật tại hồng mông thế giới lúc liền biết được dùng chính mình thiên địa chi lực, đi dung hợp trong không gian thiên địa chi lực, dung hợp về sau bốn phương tám hướng thiên địa chi lực hắn đều có thể trưởng khống đã thiên địa chi lực đều có thể trưởng khống thác bạt giã vận dụng thiên địa chi lực hắn liền có thể cảm giác được cho dù là vận dụng một tia quả nhiên tại giang giật dung hợp phụ cận thiên địa chi lực về sau hắn nhẹ nhõm cảm ứng được một ngọn núi dưới chân thiên địa chi lực lưu động có một ít không bình thường mặc dù là phi thường nhỏ ba động giang giật lại có thể kết luận thác bạt giã tự tiềm phục tại kia suy suy hắn cố ý tại nguyên chỗ dừng lại một lát rất nhanh chân núi bên trong thiên địa chi lực ba động tăng lớn thác bạt giã thân thể thoáng hiện bắn ra một tiếng sau lập tức bỏ chạy. Tốt, Giang giật thuấn di rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, chỉ cần có thể tìm tới thác bạc giã, sự tình liền dễ làm. chương 2202, càng ngày càng bảo. Giang giật có thể thuấn di, có thể tùy thời khóa chặt thác bạc giã, hắn một khi công kích Giang giật có thể sớm dự báo. Thác bạc giã vô luận như thế nào công kích đều muốn điều động thiên địa chi lực, mà chung quanh đây thiên địa chi lực Giang giật đều có thể cảm giác trưởng khống. Mấu chốt là thác bạc giã còn không biết, Giang giật đã có thể trưởng khống hành tung của hắn. Dạng này đồng dạng Giang giật có tuyệt đối chủ động, có thể nhẹ nhõm bố cục đem thác bạt giã phế đi. Hắn giả bộ không có phát hiện thác bạt giã, không ngừng thuấn di, thuấn di địa điểm là lung tung thuấn di, không có quy luật cùng phương hướng cảm giác. Thác bạt giã không ngừng công kích, Giang giật phản ứng còn có chút chậm một chút, mỗi lần nhìn đều là hiểm hiểm tránh đi đi. Hắn thỉnh thoảng cùng người người kia quát lớn, tại thác bạt giã công kích về sau, để 10 người chạy tới cuồng oanh loạn tạc, Thác bạt giã lại một lần công kích về sau, Giang giật tùy ý thuấn di đi qua. Bất quá lần này phi thường trùng hợp, hắn thế mà tụ thuấn di đến thác bạt giã phía trước mấy ngàn trường. Ông, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thác bạt giã bên người thiên địa chi lực ba động đến kịch liệt một phần. Hiển nhiên thác bạt giã có chút kích động. Khoảng cách gần như thế hắn bắn ra mấy mũi tên, Giang giật căn bản là không có cách ngăn cản. Suy suy, thác bạt giã không có chút gì do dự, cầm lấy màu đen cung tiến quang mang lấp lánh đối giang giật liên tục bắn ra ba mũi tên. a à, không đúng, thác bạt giã còn không có bắn ra ba mũi tên cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì hắn bên người đột nhiên có một đạo kinh khủng thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, phía trước giang giật sau khi xuất hiện thế mà không có dừng lại một hơi thời gian lập tức liền thuấn di rời đi. Trốn, thác bạt giã tiến vào ẩn trốn trạng thái, hướng bên trái chạy trốn mà đi. Nhưng bởi vì thiên địa chi lực trấn áp tốc độ của hắn trở nên chậm mấy phần. Ngay tại hắn vừa mới chạy trốn hơn 10 dặm, trên bầu trời một cái đại thủ ấn ngưng tụ mà ra đối hắn ẩm vang vỗ xuống bại lộ thác bạt giã lập tức tỉnh ngộ lại hành tung của hắn đã bại lộ giang giật tuyệt đối có thể khóa chặt hắn hành tung vừa rồi liền là một cái bẫy giang giật một mực tại lừa gạt hắn hắn tỉnh ngộ đến hơi chậm một chút giang giật thiên địa chi lực chấn áp hắn để tốc độ của hắn trở nên chậm giang giật công kích quá đột ngột tốc độ quá nhanh hắn căn bản là không có cách tránh thoát đi hắn chỉ tới kịp bắn ra mấy mũi tên tiêu hao một chút đại thủ trưởng năng lượng đồng thời tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một kiện chiến khải, sau đó ngạnh kháng một trường này. Xuy suy giang giật công kích không phải chỉ vỗ một trường, mà là mưa to gió lớn liên miên không dứt vỗ xuống, căn bản sẽ không cho thác bạt giã cơ hội thở dốc. Thượng tiên bảng trước 100 cường giả, các loại năng lực cũng sẽ không quá yếu. Thác bạt giã am hiểu là ám sát, phòng ngự cũng không yếu, giang giật liên tục đập mấy trường đều không để cho hắn trọng thương, chỉ là thụ thương thôi, hắn còn có thể liều mạng bắn ra mấy mũi tên bắn thẳng đến Giang Giật mà đi. Hắn một phản kích, Giang Giật tự cảm ứng được, lập tức thuấn di rời đi. Bất quá Giang Giật lần này không hề rời đi quá xa, mà đi liên tục lấp lóe hai lần lần nữa ra thác bạt giã phụ cận, không ngừng ngưng tụ đại thủ ấn đối thác bạt giã của ngoanh loạn tạc. Một người một khi thụ thương, lực phản ứng tốc độ di chuyển phòng ngự các loại chờ đều sẽ yếu bớt, không có khả năng còn có đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Thác bạt giã đã thụ thương, Giang giật tuyệt đối sẽ không lại cho hắn khôi phục thời gian, công kích như mưa to gió lớn không có ngừng nghỉ. Thác bạt giã vô số lần nghĩ phản kích, đáng tiếc giang giật dung hợp phương viên vạn lý thiên địa chi lực, hắn một điều động thiên địa chi lực giang giật liền có thể dự phán, lập tức thuấn di rời đi, lấp lóe mấy lần sau tìm cơ hội tiếp tục đập thác bạt giã. Hiu hiu hiu, kia 10 cái thượng tiên bay tới gia nhập công kích trong đại quân, mặc dù bọn hắn công kích không cách nào kích thương thác bạt giã, lại có thể làm cho thác bạt giã phân tâm, không cách nào chuyên tâm đối phó gian giật. Dầm dầm rầm sơn hà vỡ vụn, thạch phong băng xạ, hẻm núi bị san bằng, hồ nhỏ bị sấy khô, mặt đất dạn nứt ra rất nhiều khe rãnh, nửa cái hồng ma sơn đều bị nện đến một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phốc, thác bạt giã lần nữa bị đập mấy trường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể đều không thể đứng thẳng. Xương cốt đứt gãy quá nhiều, nội tạng cũng nứt ra, tốc độ giảm nhanh một nửa, căn bản trốn không thoát. Ông, hắn cắn răng lấy ra một khối tiên phù đưa tin ra ngoài, sau một lát tiên phù phát sáng lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi nhe răng cười, quát khẽ nói, giang giật, người vẫn là hồi trở lại ngươi thanh ma sơn xem một chút đi, người của ngươi đều phải chết, không trả lại được mạnh nhanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ách, giang giật biến sắc, trong đầu rất nhanh hiển hiện một bóng người, thanh học. Ông, vào thời khắc này, hắn trong tay áo một cái tiên phù phát sáng lên, hắn quét qua đằng sau sắc càng khó coi hơn mạnh nanh đưa tin nói thanh hộc dẫn người công kích trực tiếp thanh ma sơn đã bị phế mười mấy người hắn đang theo bên này chạy trốn hắn để giang giật đừng để ý tới hắn trước diệt thác bạt giã giang giật nghĩ nghĩ cắn răng quyết định trước mặc kệ mạnh nanh thác bạt giã rất khó khăn đối phó một khi cho thác bạt giã khôi phục nguyên khí lại nghĩ phế đi hắn tự khó khăn giang giật tự không tin tưởng thanh hộc thật dám giết người coi như mạnh nanh bị phế mấy chục năm cũng có thể khôi phục lại có hắn tại mạnh nanh có thể an nhàn tại thiên ma phong sống sót dầm 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 giang giật chỉ là trần chờ một hơi thời gian về sau dứt khoát tiếp tục công kích đồng thời hắn để 10 cái thượng tiên rút đi để tránh thác bạt giã cho cùng dứt dậu thác bạt giã tuyệt vọng giang giật không để ý chút nào mạnh nanh chết sống cũng mặc kệ còn lại thượng tiên coi như thanh hộc đem thanh ma sơn san thành bình địa giang giật đoán chừng cũng không dám đi xem một chút hắn tất bị phế không thể nghi ngờ một cái không tốt còn có thể bị giết thời gian từ từ trôi qua thác bạt giã thương thế càng ngày càng nghiêm trọng hắn bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Dứt khoát không trốn, tự đứng đấy chờ đợi Giang giật phế đi hắn hoặc là giết hắn. Suy suy, Giang giật lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ trưởng, đồng thời còn ngưng tụ một cây trường thương, đối thác bạt giã đâm tới, hai bút cùng vẽ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, như thác bạt giã tránh né lời nói, hắn sẽ vô tình giết chết thác bạt giã, giống như nguyện ý bị phế, có thể tha cho hắn một mạng. Ông, vào thời khắc này, nơi xa một tòa truyền tống tiên trận sáng lên, năm đạo nhân ảnh xuất hiện, một người mang theo một cái nam tử thật xa tự bảo hống, Giang giật dừng tay, nếu không ta giết mạnh nanh. Giang giật nhìn lướt qua đi qua, lập tức lên cơn giận dữ, mạnh nanh nửa người không còn, tiên hạch bị phế. Giờ phút này đã ngất đi, chỉ còn lại một hơi bị thanh hộc sách theo, thanh hộc trên tay quang mang lấp lánh thời khắc có thể bóp chết mạnh nanh. Oanh, Giang giật cũng không có thu hồi đại thủ trưởng cùng trường thương, trường thương đem thác bạt giã tiên hạch cho đánh nát, thác bạt giã bị phế. Giang giật một tay một chảo, một cái vô hình móng vuốt xuất hiện, đem đập đến gần chết thác bạt giã trong tay liệt tiên tiến đoạt lại. Hắn thân thể chậm rãi quay tới, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Thanh Hộc nói, Thanh Hộc, người giết đi. Mạnh đại ca xin lỗi, người yên tâm, người chết về sau, ta sẽ đem Thanh Hộc xương cốt một sợi bóp gấy, báo thù cho ngươi. Giang giật đã không phải là năm đó giang giật, hắn phi thường tinh tường giống như hắn bị Thanh Hộc bức hiếp, kết cục sau cùng liền là hắn cùng mạnh nanh đều chết. Đã như vậy không bằng thay mạnh nanh báo thù, dạng này không thèm đếm xỉa thanh hộc còn sẽ có chỗ cố kỵ thanh hộc nhìn thấy thác bạt giã bị phế nội tâm triệt để trầm xuống không có thác bạt giã hắn hoàn toàn không phải giang giật đối thủ hắn phế đi mạnh nanh phế đi giang giật rất nhiều thủ hạ giang giật sẽ bỏ qua hắn lần trước không phải ngục sứ đại nhân hắn thiếu chút nữa bị giang giật phế đi lần này còn có thể may mắn thoát khỏi Sau một khi bị phế kết cục chỉ có một con đường chết mạnh nanh chết hoặc là không làm đã làm thì cho xong càng ngày càng bạo trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang, liền muốn tươi sống đem mạnh nhanh cho bóp chết. chương 2203, phế, thanh hộp khoảng cách giang giật có mấy chục dặm, coi như giang giật dùng thiên địa chi lực chấn áp, thanh hộc cũng có thể bóp chết mạnh nhanh, giang giật chỉ có trơ mắt nhìn qua mạnh nhanh bị giết. Suy suy, đột nhiên, thanh hộp bên người không gian có chút ba động, sau đó một cái lục sắc roi đột nhiên vung ra, một roi lắc tại thanh hộp trên tay. Kia roi tựa như một cái sắc bén chiến đao, thế mà thoáng cái đem thanh hộp tay phải cho cắt đứt. a à, thanh hộp thống khổ kêu to lên, bên người mấy người sắc mặt đại biến một người kinh hô lên, trật lực tiên. Cái này, giang giật sắc mặt vui mừng, cái này do hắn nhận biết, tường hoa thượng tiên ba người một người có một cái. Không cần đoán là tường hoa thượng tiên xuất thủ, hắn lại là không nghĩ tới cái này do như vậy cường đại thế mà có thể liệt không thoáng cái liền đem thanh hộp tay cho chặt đứt. Giang giật tại phương viên hai vạn lý thế nhưng là không có dò xét đến bất kỳ người A. À. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chính là tường hoa thượng tiên thanh âm, tại tiên ma sơn dã dám giết người các ngươi làm sao náo, chúng ta mặc kệ, nhưng tuyệt không thể giết người, đây là tiên ma sơn quy củ. Bất luận kẻ nào dám xúc phạm đều muốn trọng phạt, thanh học, lần này xem như cho thanh cổ đại nhân mặt mũi, lần sau còn dám tái phạm, trực tiếp giết chết. Tốt, 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 thanh học khóe miệng lộ ra một tia cười thảm, tường vân thượng tiên chân rất cho phụ thân hắn mặt mũi a à. Giang giật làm phế nhiều người hơn nữa, Tường Vân Thượng Tiên chưa bao giờ qua bất kỳ cử động nào, hắn muốn giết chết một cái nho nhỏ mạnh nhanh, lại trực tiếp đoạn tay của hắn, mặt mũi này thật cho thật lớn a. À. Tường Vân Thượng Tiên cái này thiên vị quá rõ ràng, hắn lại là quên đi, lúc trước hắn phế đi nhiều như vậy Thượng Tiên, nhất thống thiên ma phong truy sát giang giật lúc, Tường Vân Thượng Tiên đồng dạng không có xuất thủ. Sở dĩ nếu như đi nói đạo lý, ai cũng không thể trách cứ Tường Vân Thượng Tiên, dù sao thanh học lần này là muốn giết người. Hưu giang giật hóa thành một đạo hồng quang bay đi hắn sẽ không bao giờ lại cho thanh học cơ hội đương nhiên thanh học cũng không có cơ hội hắn như còn dám động thủ tường vân thượng tiên tuyệt đối sẽ lập tức chém giết hắn giang giật khống chế thiên địa chi lực chấn áp ngưng tụ mấy cái trường thương đột nhiên vào tới mấy cái kia thượng tiên nhao nhao lui nhanh thanh học cũng chỉ có thể cắn răng thối lui giang giật đem hướng phía dưới rơi xuống mạnh nanh ôm lấy thân thể bắn ngược mà quay về đem mạnh nanh giao cho một cái kia thượng tiên sau đó thuấn di rời đi hướng chạy trốn thanh hộc bọn người truy sát mà đi lần trước đại chiến đã chứng minh thanh hộc hoàn toàn không phải giang giật đối thủ lúc này mới mấy năm trôi qua giang giật nắm giữ một môn thuấn di thần thông thanh hộc chiến lực nhưng không có nửa điểm đột phá kết cục không cần nói cũng biết oanh hai cái thượng tiên bị giang giật một bàn tay vỗ xuống đi một trưởng tựu đả thương nặng giang giật lạnh giọng đối theo tới mấy cái thượng tiên nói ra toàn bộ phế đi cầm xuống ông nói xong giang giật lần nữa thuấn di đi lại là một trưởng lại đem hai cái thượng tiên vỗ đến máu thịt be bét. Lần này không cần giang giật phân phó, hắn hai người thủ hạ bay tới, trực tiếp phế đi tiên hạch, cầm xuống. Thanh Hộc quay đầu nhìn qua, mỗi một lần đều có hai tên thủ hạ bị vỗ xuống, hắn sắc mặt biến đến trắng bệch, đoạt mệnh lao nhanh. Ông, giang giật sau một khắc ra hắn phía trước, khinh bỉ ra mặt nhìn qua hắn, hắn cắn răng tế ra bảo tháp đối giang giật hung hăng đập tới. Uống, giang giật một quyền hướng bảo tháp đập tới, kia bảo tháp bỗng chốc bị đập bay, Giang giật đưa tay trận lại nói, còn có thủ đoạn gì nữa, dùng đến đi. Giang giật, chứ ép người quá đáng, thanh hộc cắn răng nghiến lợi nói ra, làm người lưu một tuyến, người về sau vẫn là phải tại tiên vực lẫn vào, đắc tội quá nhiều người, người sớm muộn phải ngã nấm mốc. Người muốn vì nhà ngươi nhân tộc người ngấm lại, người hẳn phải biết phụ thân ta cùng đại bá đều là thiên tiên, đại bá ta xếp hạng 12, đã từng đi theo Long Dương Tôn Sứ mấy chục vạn năm. Người đắc tội bọn hắn, về sau tại tiên vực còn thế nào lăn lộn. Nói nhảm nói xong, Giang giật lạnh giọng nói, sau đó không có chút gì do dự ngưng tụ một cái đại thủ trưởng đối thanh hộc hung hăng vỗ tới. Oanh, thanh hộc bên người có thiên địa chi lực chấn áp, hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vượt qua trăm trượng cự đại thủ trưởng vỗ xuống, hắn bỗng chốc bị nhập vào lòng đất. Suy suy, từng cái đại thủ trưởng liên miên không dứt vỗ xuống, thanh hộc mặc dù có tiên bảo chiến giáp, nhưng rất nhanh liền gánh không được hắn đều không có, có cơ hội đào tẩu, lần lượt bị vỗ xuống. giang giật, đừng vuốt, thanh hộc sợ, cái này giang giật là thằng điên a, lần trước phụ thân hắn uy hiếp đều coi thường, lần này ngục sứ đại nhân không tại tiên ma sơn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. dầm dầm dầm, rất nhanh thanh hộc cả người xương cốt đều bị chấn nát, hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. giang giật tim rắn như thép, ngưng tụ một cây cây trường thương đối bụng của hắn lần lượt đâm tới. giang giác, xuất cục thanh hộp bụng dưới toàn bộ bị chấn nát, tiên hạch vỡ tan, hắn tuyệt vọng gào lên đau xót, không, hắn biến thành phế nhân, không có mấy chục năm không khôi phục lại được. mà Giang Giật đã dám phế đi hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn một mai tiên thạch, hắn người đều bị phế, tự nhiên không cách nào đạt được tiên thạch. giao không được nhiệm vụ, Tường Vân thượng tiên hội vô tình chấp hành tiên ma sơn thiết luật, giết chết hắn. người tới, cầm xuống, mang về. Giang Giật quát lạnh một tiếng bay vụt mà quay về tìm được mang theo mạnh nanh cái kia thượng tiên. Thượng tiên đã giúp mạnh nanh tại chữa thương, bất quá mạnh nanh nửa người cũng không có, Thụ thương vô cùng nghiêm trọng, muốn tỉnh táo lại đều muốn một đoạn thời gian. Trở về, Giang giật không đi quản thanh học bọn hắn, liền mang theo cái này thượng tiên hướng một cái truyền tống trận bay đi, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận về tới Thanh Ma Sơn. Thanh Ma Sơn một mảnh hỗn độn, hắn ở lại động phủ thế mà bị nổ sụp. Trên núi còn có hơn 20 cái thượng tiên bị phế, toàn thân đẫm máu, rất nhiều chỉ còn lại nửa thân thể. Đều tụ tập cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy ảm đạm, cũng may thanh Hộc không dám giết người, không có người nào chết đi. Các chủ trở về, Giang giật ra truyền tống trận, để sở hữu thượng tiên tinh thần nhất chấn, Giang giật bốn phía liếc nhìn một chút, nhìn thấy bừa bộn hỗn loạn tràng diện nội tâm càng thêm bạo nộ rồi. Hắn nhìn mọi người một cái nói, đại gia đừng lo lắng, người bị thương hảo hảo tĩnh dưỡng. Các ngươi cần tiên thạch ta bỏ ra, toàn bộ địch nhân đã bị ta phế đi, không ai có thể uy hiếp người bọn họ an toàn. Tốt, chúng thượng tiên nội tâm tảng đá lớn rơi xuống, mặc dù bị phế, nhưng chỉ cần có tiên thạch liền sẽ không bị giết. Bọn hắn tốn hao thời gian mấy chục năm một lần nữa ngưng tụ tiên năng lượng hạt nhân khôi phục chiến lực, thời gian mấy chục năm đối với thượng tiên tới nói, cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Giang giật chào hỏi người quét dọn chiến trường, một lần nữa mở ra một cái động phủ, đồng thời đào móc rất nhiều tiểu động phủ, đem người bị thương an trí đi vào giao thanh cùng phó cường chạy trốn hắn thu được một tin tức khóe miệng đùa cợt cười một tiếng hai người đều bị phế giao thanh linh hồn bị phong ấn hai người có thể trốn bao xa người tới đi đem phó cường cùng giao thanh bắt trở lại đem các nàng cùng thanh hộc thác bạt giã bọn người giam chung một chỗ chờ đến nộp lên tiên thạch thời gian lại thả ra giang giật lạnh băng băng hạ lệch, nội tâm đã động sát cơ mấy người kia giam lại quay đầu đến giao tiên thạch thời gian lại thả ra ngắn như vậy thời gian các nàng đi cái nào làm tiên thạch không có tiên thạch, coi như thanh cổ ngưng tụ một cái phân thân tới cũng vô dụng. Tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, vô luận là ai giao không thượng tiên thạch, giết chết bất luận tội. chương 2204, thanh ra người tới. Giao thanh cùng phó cường rất nhanh bị bắt trở về, trước đó thanh hộp tới, ra tay đánh nhau, còn để hai người thủ hạ đem phó cường cùng giao thanh cứu đi, không ai dám ngăn cản. Giang giật đại hoạch toàn thắng, sau cái cường địch năm cái bị trọng thương, còn có một cái cũng bị bắt được trở về. Nơi này thượng tiên rất nhiều đều bị thanh học phế đi, còn có một số thuộc thương, tự nhiên đều nổi giận đùng đùng, năm sáu cái thượng tiên xuất thủ đem phó cường cùng giao thanh liên quan mặt khác hai cái thượng tiên đều mang theo trở về. Sáu người cùng thanh học bọn người bị phế nhốt tại chân núi trong sơn động, thời khắc có người trông coi, đồng thời còn có thượng tiên đi ngược đái. Thậm chí có thượng tiên đều khinh nhờn giao thanh thượng tiên, giống như không phải giang giật ngăn cản, sợ là giao thanh đều bị luân. Giang giật cho phép mọi người phát thiết lửa giận, ngược đái mọi người, nhưng làm người không thể không có nguyên tắc, đối với hắn mà nói mạnh lên nữ tử, đây chính là không có đạo đức lằn danh. Thương binh đều bị tập trung đặt ở một cái động phủ bên trong, có người chuyên nghiệp chiếu cố. Mấy cái kia nữ thượng tiên giang giật để các nàng phụ trách chiếu cố. Giang giật đem sở hữu bảo địa đều khống chế, nhưng ra bộ phận tiên thạch phân cho phế đi thượng tiên, để bọn hắn không chỉ có nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ cần thiết tiên thạch, còn có thêm tiên thạch giảm hình phạt. Thiên ma phong rất nhanh an tĩnh lại, hết thảy lại trở về ban đầu bộ dáng. Duy nhất khác biệt liền là Thanh Ma Sơn dưới đóng mười mấy người, mười mấy người này bên trong tự có bảy cái thượng tiên bảng top 500 mãnh nhân, càng có giao thanh bực này tiên vực nổi danh mỹ nhân. Cái này khiến rất nhiều thượng tiên không hiểu có loại thoải mái cảm giác, những người này đã từng cao cao tại thượng, thanh hộp còn khi dễ rất nhiều người, giao thanh thượng tiên càng là xem cũng sẽ không xem bọn hắn một chút. Toàn bộ giam lại, bất kỳ người nào đều có thể đi ngược đãi phát tiết một phen mà lại tất cả mọi chuyện đều có giang giật chịu lấy, xảy ra chuyện đều sẽ tính tại giang giật nhức đầu, sẽ không liên lụy bọn hắn. Giang giật rõ ràng chuẩn bị giết chết các nàng tất cả mọi người, sở dĩ bọn hắn căn bản không sợ bị trả thù, cơ hội tốt như vậy làm sao không chân quý đâu. Thường xuyên có thượng tiên đi vào đối mọi người quyền đấm cước đá, thừa cơ tại giao thanh thượng tiên trên thân thể sờ mấy cái, phát tiết một chút lửa giận. Bất quá giang giật có chuyện truyền xuống, ai dám mạnh lên giao thanh, hắn sẽ ra tay phế đi hắn, còn lại sự tình hắn mặc kệ. Có chút thượng tiên vẫn là rất lo lắng, dù sao Thanh Hộc là thanh cổ con trai độc nhất, bị phế, phó cường mấy người cũng xong, thanh cổ chẳng lẽ tự mặc kệ hắn có thể hay không tiếp tục mời mạnh hơn người vào đây. Thanh cổ chính mình khẳng định không dám trà trộn vào đến, dù sao cũng là đứng hàng tiên ban thiên tiên. Nhưng giống như hắn mở ra thiên đại thẻ đánh bạc, coi như không mời nổi thiên tiên bảng 10, mời 50 vị trí đầu cũng không có vấn đề đi. Hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem con của hắn bị giết đi. Giang giật một mực tại động phủ bế quan, nên an bài sự tình đã an bài, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Tiêu giao các không có dám ngỗ nghịch hắn người, mạnh nanh có người chiếu cố, khôi phục là vấn đề thời gian, hắn có thể an tâm tu luyện. Còn như, thanh cổ cùng hình sử đại nhân lại có phản ứng gì, giang giật căn bản không thèm để ý. Coi như bọn hắn lại phái người vào đây cũng cần thời gian, cũng không phải là bất luận cái gì thượng tiên đều sẽ mạo hiểm, kinh lịch một lần sau khi thất bại, cường đại thượng tiên đều sẽ thận trọng cân nhắc. Thượng tiên có được tháng năm dài đằng đẵng, có được bất tử chi thân, rất nhiều thượng tiên đối với danh lợi truy đuổi cũng không thèm để ý, càng sẽ không vì một chút lợi ích vi phạm bản tâm, tới làm như thế hèn hạ sự tình. Coi như hai người tìm được thích hợp thượng tiên, tiên ma sơn bên này cũng cần an bài bố trí. Mà lại không có khả năng trong thời gian ngắn an bài hai nhóm người vào đây, như thế cũng quá rõ ràng, dễ dàng bị còn lại thiên tiên nhờ vào đó công kích, tìm tôn sứ đại nhân hoặc là thiên tôn phế đi bọn hắn thiên tiên chi vị. Sở dĩ Giang giật liệu định coi như lần nữa phái người vào đây, ít nhất cũng cần 2-3 năm. Giang giật hỏi thăm tường vân thượng tiên, thanh hộc trước đó nộp lên tiên thạch, đầy đủ duy trì 6 năm, thanh cổ còn có thời gian 6 năm thong dòng an bài bố trí. Thanh hộc bọn hắn đều lên giao tiên thạch, phó cường bọn người nhưng không có, nguyên bản bọn hắn coi là thời gian 10 ngày cũng có thể diệt Giang giật, tiên thạch căn bản cũng không có để ý, trên đường phun trào đều chẳng muốn thu. 10 ngày thời gian vừa tới, tất cả mọi người thảm rồi, cũng may thanh hộp ẩn đi có một cái không gian giới chỉ, bên trong có một ít tiên thạch, tường vân thượng tiên tự mình tới, thanh hộp bang mọi người giao một năm tiên thạch. Rất nhiều thượng tiên nguyên bản còn chuẩn bị xem một trận trò hay, chờ tường vân thượng tiên sau khi đi mấy cái thượng tiên đi vào đem thanh hộp bọn người cho y phục cho lột, còn đem bọn hắn tiên bảo chiến giáp cho hạ. Giao thanh tiên tử tức thì bị toàn thân lục soát mấy chục khắp nơi, để giao thanh thượng tiên nổi giận đến kém chút tự sát. Giang giật đạt được bẩm báo sau cười nhạt một tiếng, xem thường, tiếp tục bế quan. Hắn toàn tâm toàn lực bắt đầu đem trong thế giới hỗn độn bố trí đại trận. Theo đại trận càng ngày càng hoàn thiện, hắn có một loại cảm giác chờ hắn đại trận triệt để hoàn thiện về sau, thực lực của hắn sẽ có biến hóa long trời lở đất. Cảm giác này không phải bỗng dưng tới, hắn phát hiện một vấn đề, theo đại trận càng ngày càng hoàn thiện, hắn có thế giới uy năng càng ngày càng mạnh. Đoán chừng qua một thời gian ngắn hình sử đại nhân đi vào thế giới của hắn, hắn đều có thể dùng thế giới uy năng trấn áp hắn, sau đó nhẹ nhõm đánh giết nửa tháng sau, mạnh nanh thân thể khôi phục. Đương nhiên, chiến lực như nghĩ khôi phục không có mấy chục năm là không thể nào. Chỉ là có thể hành tẩu, có thể bình thường sinh sống. Giang giật lại đem tất cả mọi chuyện ném cho mạnh nanh, hắn toàn tâm toàn lực bố trí trong thế giới đại trận, mặt khác tiếp tục tham mộ công kích tiên thuật. Hắn biết rõ về sau cục diện hội càng ngày càng khó khăn, bởi vì hắn đã quyết tâm muốn giết chết thanh học, dạng này liền không thể tránh khỏi đắc tội thanh của hai huynh đệ. Lại thêm một cái xếp hạng đệ thất hình sử đại nhân, cử nhân của hắn quá nhiều quá mạnh, hắn không trở nên mạnh mẽ, về sau vẫn là không cách nào qua cuộc sống an giật. Năm tháng sau, mạnh nanh đột nhiên tiến vào động phủ của hắn, sắc mặt oán giận nói ra, giang giật, thanh ra người đến. Nhanh như vậy, giang giật rất là kinh ngạc, tại hắn phỏng đoán bên trong thanh cổ không có khả năng làm rõ ràng như vậy, ít nhất cũng sẽ qua một trận gió đầu, chờ cái 3 năm năm đi. Giang giật ngưng âm thanh hỏi, cái gì chiến lực bao nhiêu người? Mạnh nhanh khoát tay áo nói, Giang giật, Người chớ khẩn trương, chỉ là tới một cái tiểu thư, là Thanh Học tỷ tỷ, chiến lực cũng không mạnh mẽ. Nàng nói đại biểu Thanh gia cùng ngươi đến đàm phán, đoán chừng Thanh cổ là nghĩ bảo vệ Thanh Học một mạng. A à, Giang giật yên tâm lại, hắn trầm ngâm một lát nói ra, người ở đâu? Mạnh Nanh chỉ chỉ bên ngoài, Giang giật gật đầu nói, để cho nàng đi vào đi. Mạnh Nanh đi ra ngoài, một hồi mang vào một cái váy vàng nữ tử, nữ tử này cùng Thanh Học có mấy phần giống nhau, bề ngoài rất là tú mỹ toàn thân đều để lộ ra một cỗ quý khí. Nàng thần sắc có chút thanh lãnh, tựa như cao cao tại thượng nữ vương, giang giật cảm ứng một phen khí tức, đoán chừng cũng có thượng tiên bảng một ngàn bên trong chiến lực, cùng mạnh nanh không sai biệt lắm. Nữ tử sau khi đi vào cũng không có ngồi xuống, tự đứng tại cửa ra vào, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua giang giật nói ra, ta gọi thanh lâm, phụ thân ta là thanh cổ, đại bá ta là thanh hà thiên tiên. Ta đại biểu chúng ta thanh ra cùng ngươi đến đàm phán, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, thả đệ đệ, cam đoan hắn không chết. Chuyện lần này chúng ta thanh ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cam đoan về sau các ngươi hồng mông thế giới nhân tộc tuyệt đối an toàn, nếu không. Hồng mông thế giới chó gà không tha, oanh, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ xuống, giang giật thân thể lóe lên, một cước tựa như tia chớp đá vào nữ tử trước ngực, một cước đem nàng cho đạp bay ra ngoài, đồng thời ngưng tụ một cây thiên địa chi lực trường thương trực tiếp đem thanh lâm tiên hạch cho làm vỡ nát. Mạnh nanh, đem nàng cùng thanh hộp quan cùng một chỗ, để tường vân thượng tiên đem nàng truyền khắp tiên vực. Đồng thời buông lời ra ngoài thanh cổ giám động hồng mông thế giới một người, ta giang giật theo tiên ma sơn sau khi ra ngoài, giết cả nhà của hắn. Giang giật lạnh băng băng nói một câu, quay người về tới động phủ, không còn có xem thanh lâm một chút. chương 2205, sự tình làm lớn chuyện. Tiên vực rất lớn, ngoại trừ ở giữa thiên đình bên ngoài, còn có mấy chục vạn và động thiên phúc địa, cư trú mười mấy vạn thượng tiên. Càng có cường đại thiên tiên chiếm cứ một phương, khai đàn bố giáo, tiêu giao tự tại. Gần nhất một đạo truyền ngôn theo tiên ma bên kia núi truyền ra, chỉ là mấy ngày thời gian tự truyền khắp toàn bộ tiên vực, tiên vực khó được náo nhiệt lên. Tiên vực có rất ít đại sự phát sinh, dù sao thiên tiên thượng tiên đều có giải rằng giặc sinh mệnh, đại đa số thượng tiên chỉ cần không ai trêu chọc bọn hắn, cũng sẽ không nháo sự. Riêng phần mình an nhàn sinh hoạt, có lẽ tính tu tham đạo, có lẽ hành tẩu tứ phương, có lẽ thu đồ truyền đạo, có lẽ dưỡng sinh tu mệnh. Tiên vực có ba đại thiên tôn, cái này ba đại thiên tôn chi phối lấy toàn bộ tiên vực cùng vạn giới, dám khiêu khích thiên tôn thượng tiên hạ chàng đều là một cái, cái kia chính là hôi phi yên diệt, từ xưa giờ đã như vậy, đều không ngoại lệ. Ba đại thiên tôn định rất nhiều quy củ, những quy củ này liền là thiên quy, vi phạm thiên quy cái kia chính là đối ba vị thiên tôn khiêu khích, khiêu khích quá độ, kết cục vẫn là một cái chết. Sở dĩ tiên vực rất bình tĩnh, thời gian rất lâu đều không có đại sự phát sinh. Lại phát sinh một kiện đại sự, Kia vài thiên tiên các thượng tiên tự nhiên đều rất chú ý, dù sao tháng năm dài đằng đẵng quá nhàm chán. Chuyện nguyên nhân gây ra đến từ Hồng Mông thế giới một phàm nhân, cái này phàm nhân đoạn thời gian trước ngay tại tiên vực rất nổi danh, càng nổi tiếng. Một phàm nhân lúc ở hạ giới tự chém giết một tên thượng tiên, còn dẫn đến hai cái thượng tiên bị trấn áp tại hạ giới, càng khoa trương hơn là. Đem hình xử đại nhân đã kéo xuống ngựa, đây chính là xếp hạng đệ thất thiên tiên. Cái này phàm nhân bị xử phạt tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm. Khi đó tự có rất nhiều thượng tiên có ý kiến, dù sao phạm vào chuyện lớn như vậy, đều chém giết thượng tiên thế mà không có bị xử tử bất quá kia là bị đặc tôn xử tự mình xử phạt, không người nào dám có ý kiến, vị này chính là xếp hạng đệ nhị tôn sứ A. Cái này phạm nhân lại nháo sự, đi một lần tiên ma sơn tự cùng thanh cổ nhi tử làm, đem thanh cổ nhi tử làm tiếp không tính, lần này còn đem thanh cổ nhi tử cho làm thành phế nhân. Cũng tựa hồ dự định tươi sống giết chết thanh cổ nhi tử, thanh cổ nữ nhi đi vào đàm phán, còn... Phế đi, cái này cũng chưa tính trọng yếu, hắn còn để cho người ta truyền lời ra như thanh cổ giám động hồng mông thế giới một người, hắn theo tiên ma sơn sau khi ra ngoài, diệt thanh cổ cả nhà. Thanh cổ ra có hai cái thiên tiên, bảy tám cái thượng tiên, một cái thiên tiên xếp hạng 12, từng đi theo Long Dương Tôn Sứ mấy chục vạn năm, miễn cưỡng có thể tính là Long Dương Tôn Sứ nửa cái hậu bối. Theo coi như, Giang Giật có phải hay không muốn đem Long Dương Tôn Sứ cũng cho làm. Long Dương Tôn Sứ xếp hạng thứ ba, mà lại đông điện còn có một cái tôn sứ, xếp hạng thứ nhất, cùng Long Dương tôn sứ quan hệ phi thường tốt. Vậy có phải hay không Giang giật muốn đem xếp hạng thứ nhất tôn sứ cũng làm nếu không thuận tiện đem đông điện chi chủ làm một trận, tự mình làm thiên tôn A. Giang giật có hay không năng lực này, chúng thượng tiên không biết, nhưng hắn lá gan này là thật lớn. Nói rõ muốn cùng hai cái thiên tiên khai làm, tăng thêm một cái hình sử đại nhân, Giang giật tương đương muốn cùng ba cái thiên tiên là địch lúc nào hạ giới phàm nhân mạnh như vậy bọn hắn những này thượng tiên còn muốn hay không lăn lộn đương nhiên càng nhiều thượng tiên cùng thiên tiên lại ôm xem trò vui tâm tính có thiên tiên còn rất hưng phấn hình xử đại nhân thế nhưng là đắc tội không ít người a à. thanh cổ hai huynh đệ ỷ vào cùng long dương thiên tôn quan hệ một mực rất bá đạo đắc tội qua một vài thiên tiên còn có một chuyện việc này là tường hoa thượng tiên để cho người ta truyền tới tường hoa thượng tiên còn nói giang giật đã đồng ý gia nhập bắc điệt cái này khiến Bắc Điện rất nhiều thượng tiên cùng thiên tiên mặt mũi sáng sủa, đối với việc này phá lệ chú ý. Ba vị thiên tôn thực lực tương xứng, ở chung cũng rất hòa hợp, chưa bao giờ nghe nói ba vị thiên tôn trở mặt có lẽ đối địch sự tình. Nhưng không có nghĩa là ba điện thủ hạ quan hệ cũng hòa hợp, Bắc Điện cùng Đông Điện quan hệ một mực không tốt, Tây Điện người ngược lại là bảo trì trung lập hai bên không đắc tội. Đông Điện có hai cái tôn sứ, một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ ba, hoàn toàn lực áp Bắc Điện cái này khiến bác điện thiên tiên thượng tiên có chút không ngóc đầu lên được. Ra một cái giang giật, hung hăng đánh đông điện thiên tiên mấy bàn tay, cái này khiến bác điện thiên tiên đều phi thường hả giận. Mặc dù bọn hắn không đến mức vì giang giật công khai cùng đông điện đối nghịch, nhưng ở không xúc phạm thiên quy tình huống dưới, giúp đỡ giang giật đều rất tình nguyện. Tỷ như, phái người đi hồng mông thế giới giám thị, thiên quy xâm nghiêm, thượng tiên là tuyệt đối không thể vô cớ đánh giết hạ giới con dân, đây là thiết luật hình sử đại nhân hoặc là thanh cổ dám phái người hạ giới, giết hồng mông thế giới một người, kia vài thiên tiên nắm giữ chứng cứ về sau, lập tức sẽ lên báo tôn sứ, đến lúc đó thanh cổ hình sử đại nhân thiên tiên chi vị sợ là cũng khó giữ được. Đây chính là giang giật chỗ thông minh, giang giật nhìn như lỗ mãng cuồng vọng, kỳ thật để tường hoa thượng tiên truyền lời ra ngoài là có thâm ý. Hắn đem sự tình bày ở chỗ sáng, đồng thời đem sự tình làm lớn chuyện, dạng này mặc dù sẽ triệt để làm tức giận thanh cổ huynh đệ cùng hình sử đại nhân, nhưng ít ra bọn hắn không dám đi động hồng mông thế giới người sẽ chỉ nghĩ biện pháp đến giết chết hắn tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ việc này huyên náo tiên vực người người đều biết hình xử đại nhân cùng thanh cổ muốn động thủ ngược lại bó tay bó chân nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hai người còn thế nào lặng yên phái người vào đây càng không khả năng tự mình vào đây đánh giết giang giật sở dĩ lời nói này thả ra giang giật ngược lại trong thời gian ngắn an toàn không bằng hắn theo tiên ma sơn sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ rất thảm, thanh cổ huynh đệ cùng hình sử đại nhân hội trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Giang giật muốn chính là thời gian, hình sử đại nhân ân oán hóa giải không ra, thêm hai cái thanh cổ huynh đệ, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không giết chết thanh hộc, chết liền là hắn cùng mạnh nanh, hắn không có lựa chọn nào khác. Mười ngày thời gian vừa tới, thanh lâm đến cần nộp lên tiên thạch thời gian, giang giật để mạnh nanh sớm đem thanh lâm ném ra bên ngoài, tường hoa thượng tiên rất cho mặt mũi, tự mình đến yêu cầu tiên thạch thanh lâm đều bị phế, đi cái nào làm tiên thạch nàng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn tường hoa thượng tiên thư thả một chút thời gian, tường hoa thượng tiên vẫn như cũ rất cho mặt mũi, lần nữa cho thời gian 10 ngày. Nhưng mà, các loại chờ tường hoa thượng tiên vừa đi, giang giật tụ phái người đem thanh lâm bắt được trở về, tiếp tục giam lại. Thanh lâm luống cuống, nói muốn gặp giang giật một mặt, hảo hảo nói chuyện, chỉ là giang giật quyết tâm muốn giết chết các nàng tỷ đệ, căn bản không để ý tới. Lần nữa qua 10 ngày, Thanh Lâm lại bị ném đi ra, Tường Vân Thượng Tiên lần này không có lưu tình, trực tiếp dùng chật lực tiên đem Thanh Lâm cho chém giết, hình thần câu diệt. A a a Lâm Nhi, Lâm Nhi, tiên vực phía đông một tòa tiên phủ bên trong, truyền đến một đạo chấn thiên động địa gào lên đau xót, một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nam tử ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh âm chấn động đến phương viên trăm vạn lý không gian cũng hơi ba động, phụ cận một chút thượng tiên nghe nói sau sắc mặt đều đại biến. Giang giật bản tọa muốn giết ngươi, bản tọa muốn diệt ngươi nhất tộc, bản tọa muốn diệt ngươi nhất tộc. Trung niên nam tử lần nữa giống giận, sát khí kia bay thẳng cửu tiêu, phụ cận thượng tiên thân thể run lên, có một loại cảm giác không rét mà run. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên vực, rất nhiều thượng tiên đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sự tình làm lớn chuyện, đã đã xảy ra là không thể ngăn cản, giang giật quá độc ác, thế mà thật dám giết chết thanh lâm. Thiên tôn nhai đang trong quá trình mở ra, ngũ đại tôn sứ cùng ngục sứ đại nhân không tại, ba vị thiên tôn nhiều năm chưa hiện thân, tiên ma sơn xem ra sắp biến thiên A. chương 2206, ăn quá no, thanh cổ rất muốn cho tiên ma sơn biến thiên, nhưng hắn cũng không dám loạn động, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm hắn đâu. Hắn không có cách nào đi trả thù giang giật, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ thanh học. Vấn đề là, tiên ma sơn là ngục sử đại nhân địa bàn, ngoại nhân căn bản không có cách nào nhúng tay. Lần trước hắn cùng hình sử đại nhân phái sáu người đi vào đều hao tốn to lớn đại giới, sự tình làm lớn chuyện, tiên vực người người đều biết, hắn nghĩ phái người đi vào không có dễ dàng như vậy. Muốn cứu thanh cổ chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là phái người đi vào cứu ra thanh cổ, hoặc là phái người đi vào chém giết giang giật. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều muốn phái người đi vào. Hắn bí mật phái người đi liên hệ thượng tiên bảng 50 vị trí đầu cường giả, đáng tiếc tìm rất nhiều người đều không dám nhận việc này, dù sao bắc điện rất nhiều ngày tiên còn nhìn chằm chằm việc này hắn phái người đi liên hệ tiên ma sơn trông coi bên kia lại không dám làm loạn vô luận mở ra điều kiện gì bên kia trông coi đều không có nhả ra bắc điện thiên tiên bọn họ đều nhìn chằm chằm đâu ai còn dám làm loạn chờ ngục sử đại nhân sau khi trở về bọn hắn đều phải xui xẻo thanh cổ không cách nào chỉ có thể đi tìm hắn đại ca thanh hà thanh hà không có lập gia đình một thân một mình thanh hộc cũng là con trai độc nhất đây là bọn hắn thanh gia duy nhất hậu nhân thanh hà thượng tiên cân nhắc một phen tự mình xuất động đi một chuyến tiên ma sơn thanh hà không phải đi giết giang giật mà là đi giúp thanh hộc nộp lên tiên thạch tiên ma sơn có một quy củ người bên ngoài có thể giúp người ở bên trong nộp lên tiên thạch giảm hình phạt bất quá cần thiết phí tổn là bên trong vạn lần nói một cách khác thanh hộc cần mỗi ngày nộp lên một bách tiên thạch người bên ngoài nhất định phải nộp lên trăm vạn tiên thạch thanh hà giúp thanh hộc nộp lên chục tỷ tiên thạch Trục tỷ tiên thạch có thể duy trì thanh mươi 27 năm thời gian không cần lên giao tiên thạch. 27 năm sau, ngục sử đại nhân cùng năm cái tôn sứ đã sớm theo thiên tôn nhai ra, đến lúc đó tự dễ dàng nghĩ biện pháp. Chỉ cần thanh hộc sẽ không bởi vì giao không được tiên thạch bị giết, giang giật luôn không khả năng chém giết thanh hộc A giết thanh hộc tường vân thượng tiên nếu không đánh giết giang giật, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ra mặt. Trục tỷ tiên thạch, cái này đều có thể mua một kiện nhất cấp tiên bảo, Đương nhiên nhất cấp tiên bảo có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Tiên vực rất nhiều thượng tiên đều bị thanh hà đại thủ bút cho chấn kinh, thanh cổ lại âm thầm hối hận, tiên thạch có thể từ từ tích lũy, thanh lâm lại là vô ích chết rồi, hắn không nghĩ tới gian giật ác như vậy, thật dám giết chết thanh lâm. Thanh hà giao xong tiên thạch về sau, về tới chính mình tiên phủ, không còn có động tính. Thanh cổ cũng điệu thấp, không còn có đi liên hệ thượng tiên, không có phái người đi tiên ma sơn, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh một năm về sau giao thanh hồ tam đao một chú ý thác bạt giã tạo thành năm cái thượng tiên toàn bộ bị xử tử tiên vực chấn động giang giật cái tên này lại một lần nữa truyền khắp tiên vực rất nhiều thượng tiên bị giang giật thủ đoạn đẫm máu chỗ chấn động phó cường không chết giang giật trước đó đáp ứng tha cho hắn một mạng giúp hắn giao tiên thạch mặc dù người là tường hoa thượng tiên giết nhưng hắn chỉ là dựa theo tiên ma sơn quy củ làm việc không ai ghi hận để ý hắn tất cả mọi chuyện đều tính tại giang giật trên đầu không phải giang giật cầm tù phế đi các nàng, lại thế nào có thể chết đâu. Thác bạt giã một chú ý bọn người là tiên vực nổi danh thượng tiên, giao thanh thượng tiên càng là tiên vực nổi danh mỹ nhân, rất nhiều thượng tiên đối nàng phi thường si mê. Một đời hồng nhan lại hóa thành bạch cốt, để rất nhiều thượng tiên đau lòng nhức óc, thổn thức không thôi, đối với giang giật giác quan trở nên phi thường kém. Giang giật tại tiên vực có ma đầu chi danh, thậm chí có thượng tiên còn công khai cho thấy giang giật loại người này không thích hợp lưu tại tiên vực, nếu không sẽ để bình hòa tiên vực trở nên dung chuyển trở nên ô chọc thay đổi vị giang giật không quan trọng ngoại giới truyền ngôn hắn căn bản nghe không được hắn không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng bế quan tiếp tục hoàn thiện hắn thế giới đại trận đồng thời lĩnh hội tiên thuật giang giới rất bình tĩnh giang giật thỉnh thoảng sẽ đi dò xét thoáng cái hoặc là ngưng tụ một cái phân thân đi vòng vòng có hắn tại giang giới nghĩ loạn cũng khó khăn người người an cư lạc nghiệp riêng phần mình tu luyện phát triển Giang giới nhân tộc yêu tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, mặc dù giang giới một mực tại biến lớn, nhưng vẫn là có chút chật trội. Giang giật suy tính một phen, đem bộ phận yêu tộc cùng nhân tộc toàn bộ truyền thống đi ban đầu cái kia đại bí cảnh bên trong. Đi qua mấy năm, theo giang giật đại trận không ngừng hoàn thiện, toàn bộ thế giới thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Những cái kia hỗn độn tăng trưởng tốc độ đều biến nhanh, giang giật khống chế rất nhiều thiên địa linh khí đem cái kia đại bí cảnh nhanh chóng biến lớn, giờ phút này đã có nửa cái thiên linh giới lớn như vậy. Trong thế giới hỗn độn có ức vạn cái, Giang giật tùy thời có thể dùng đem một cái hỗn độn biến thành một cái bí cảnh, biến thành một cái giới diện. Sở dĩ mặc kệ nhân tộc yêu tộc sinh sôi tốc độ có bao nhanh, đều có thể an trí đến xuống. Coi như nhân khẩu gia tăng vạn lần, ngàn vạn lần đều không phải là vấn đề. Bất quá, gần nhất Giang giật phát hiện một vấn đề. Thế giới của hắn cùng hồng mông thế giới vẫn có một ít khác biệt, tỉ như hư không loạn lưu, tỉ như không gian hắc động, không gian vòng xoáy, tử địa những này đều không có. Mặc dù toàn bộ thế giới vẫn là tại an ổn diễn biến, không có bất cứ vấn đề gì. Giang giật vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cùng bình thường thế giới không giống, vậy khẳng định là nơi nào còn có vấn đề. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 5 năm trôi qua. Giang giật thế giới đại trận đã hoàn thiện hơn phân nửa, đoán chừng nhiều nhất còn có 1-2 năm liền có thể triệt để hoàn thiện. Trong thế giới thiên địa chi lực phi thường dâng trào, Giang giật có thể nắm giữ thiên địa chi lực tuyệt đối vượt qua thiên tiên, hắn nhưng là nắm giữ một cái thế giới thiên địa chi lực. Năm năm qua, Giang giật không có lĩnh hội bất luận cái gì tiên thuật, như Mạnh Nanh nói tới không có người truyền thụ, muốn dựa vào chính mình lĩnh hội tiên thuật phi thường khó khăn. Giang giật thực lực cũng không có quá tiến nhanh dương, hắn mặc dù có thể trưởng khống thiên địa chi lực rất nhiều, nhưng hắn không có khả năng duy nhất một lần triệu tập quá nhiều thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực không cách nào lại lần ngưng kết, coi như triệu tập lại nhiều thiên địa chi lực uy lực cũng giống như nhau, như vậy cũng tốt so với hắn cầm một cái mưa đá thẻ người, cùng cầm đếm không hết mưa đá thẻ người, kỳ thật ý nghĩa đều như thế, coi như đầy trời rơi xuống mưa đá, địch nhân tiếp nhận cường độ đều không khác mấy. Trừ phi thiên địa chi lực lần nữa ngưng kết, mỗi một cái mưa đá uy lực tăng lớn, lực công kích mới có bay vọt về chất. Hoặc là lĩnh hội tiên thuật, đem thiên địa chi lực ngưng kết thành đặc thù mưa đá, dạng này uy lực mới có thể gia tăng. Thực lực là không tiến bộ, Giang giật giờ phút này đã không chú ý, hắn cũng không dám tiếp tục hoàn thiện thế giới đại trận hắn lo lắng sự tình phát sinh thế giới của hắn lại xảy ra vấn đề hắn hoài nghi mình thế giới diễn hóa quá nhanh vật cực tất phản sở dĩ toàn bộ thế giới phi thường không ổn định giống như là một cái ăn nhiều mập mạp rất có thể hội cho ăn bể bụng hội nổ tung loại này không ổn định giang giới cùng cái kia đại bí cảnh nhân tộc yêu tộc căn bản không cảm giác được giang giật thân là thế giới chúa tể hắn có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ thế giới đều tràn ngập thiên địa linh khí thiên địa chi lực Nương theo lấy thời gian trôi qua, thiên địa linh khí thiên địa chi lực hội càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội càng ngày càng không ổn định. Các loại chờ những lực lượng này đạt đến cực hạn, thế giới này không cách nào dung hạ về sau, thế giới sẽ tựa như một cái ăn quá no mập mạp, bắp thịt. Âm vang bạo liệt, thế giới của hắn tựa như một cái bịt kín cái bình, trong cái bình này liên tục không ngừng toát ra nước. Trong bình sinh linh có thể hấp thu bộ phân thủy, lại không cách nào toàn bộ hấp thu. Nước càng ngày càng nhiều, cuối cùng cái bình chứa không nổi, chỉ có bạo liệt. Chương 2207, Thiên đạo tuần hoàn. Giang giật không dám tiếp tục hoàn thiện đại trận, thậm chí hắn đều muốn đem đại trận cho ngừng, nếu không tiếp tục vận chuyển xuống dưới, thiên địa linh khí thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ thế giới không cách nào dung hạ, hội bạo liệt. Nhưng mà, hắn suy tính 3 ngày, dứt khoát quyết định để đại trận trước ngừng vận chuyển, ngừng sinh ra thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Nhưng hắn phát hiện thế mà không cách nào làm cho đại trận ngừng vận chuyển đại trận này đã hình thành sẽ tự động vận chuyển, thế giới của hắn uy năng đều không thể ngăn cản. Nếu như muốn không cho đại trận tiếp tục vận chuyển chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem hỗn độn di động, để đại trận hỗn loạn, trước phá hư đại trận. Giang giật nếm thử di động một cái hỗn độn, kia phụ cận một mảnh hư không lại kịch liệt sóng gió nổi lên, hư không dung chuyển, kém chút sụp đổ, dọa đến hắn vội vàng đem hỗn độn trở lại vị trí cũ. Giờ phút này hắn hiểu thêm, năm đó hắn hủy đi thiên yêu giới vì sao động tĩnh lớn như vậy. Thiên yêu giới là kia phụ cận đại trận tạo thành trọng yếu giới diện, cái này giới diện một sụp đổ phụ cận thiên địa pháp tắc, trật tự đều bị phá hư. Sụp đổ cũng không phải là một cái thiên yêu giới, mà là phụ cận một phương thiên địa pháp tắc cùng trật tự. Giang giật thế giới từng cái tiểu trận cấu thành đại trận, đại trận cấu thành siêu cấp đại trận, siêu cấp đại trận cấu thành toàn bộ thế giới đại trận. Thế giới của hắn còn không có triệt để vững chắc, một cái tiểu trận phá hư, rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ thế giới đại trận đều sẽ hỗn loạn trật tự hội rối loạn, cuối cùng toàn bộ thế giới sụp đổ. Giang giật không dám đánh cược, không dám động, hắn đều quên thanh học hình sử đại nhân đám người uy hiếp, toàn tâm toàn ý yên lặng tại thế giới của mình bên trong. Tại tiên ma sơn không cách nào mở ra thông đạo, sở dĩ giang giới người truyền tống không ra, một khi thế giới sụp đổ hoặc là bạo tạc, người ở bên trong sẽ hôi phi yên diệt. 10 năm, dựa theo cái tốc độ này, không sai biệt lắm 10 năm sau, toàn bộ thế giới lại bởi vì thiên địa linh khí thiên địa chi lực quá nhiều, thế giới hỗn loạn hoặc là sụp đổ, cũng có thể là sinh ra nổ lớn. Giang giật nội tâm một trận nhức cả trứng, trước kia không có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, dẫn đến thế giới không ổn định, dần dần sụp đổ. Có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, lại bởi vì nhiều lắm, lại muốn sụp đổ, giang giật đầu đều mấy cái lớn. Không có sẽ chết đói, có hội cho ăn bể bụng. Mấu chốt chính là giang giật còn không cách nào làm cho đại trận dừng lại, không cách nào ngăn cản toàn bộ thế giới đi hướng diệt phong trước đó hắn còn hùng tâm vạn trưởng muốn đem toàn bộ thế giới đại trận hoàn thiện dạng này sẽ có được cường đại chiến lực đối kháng thiên tiên đối kháng tôn sứ đương nhiên coi như giang giật không hoàn thiện đại trận theo thời gian trôi qua toàn bộ thế giới thiên địa linh khí thiên địa chi lực hội càng ngày càng nhiều cuối cùng no bạo giang giật hoàn thiện đại trận chỉ là rút ngắn thời gian này thôi cuối cùng hắn còn được muốn tìm cách giải quyết linh khí thiên địa chi lực quá nhiều vấn đề không giải quyết vấn đề này thế giới không cách nào triệt để ổn định Giang giật dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, hắn đem trong thế giới thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí thông qua hắn triệu tập ra, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn liên tục không ngừng triệu tập thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí ra, dẫn đến toàn bộ thanh ma sơn linh khí vô cùng nồng đậm, thoáng cái nồng nặc gấp trăm lần nghìn lần. Bởi vì thiên địa chi lực triệu tập, bốn phía không gian trở nên phá lệ kiềm chế, ở chỗ này thiên tiên đều cảm giác khí tức bị đè nén mấy chục lần, tựa hồ thiên. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Linh khí nồng đậm ngược lại để Giang Dật ngưng tụ tiên thể tiên hạch tốc độ tăng nhanh, cũng làm cho những cái kia phế đi người, bao quát thanh hộc bọn hắn khôi phục tăng tốc. Bất quá, thanh hộc cùng thủ hạ của hắn rất thảm, khôi phục một chút về sau, mạnh nhanh sẽ cho người một lần nữa phế một lần, để tránh bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thời gian lần nữa đi qua nửa năm, Giang giật Đình chỉ phóng thích thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực cử động. Bởi vì hắn phát hiện hắn thả ra tốc độ, so với linh khí đản sinh tốc độ chậm mấy chục lần, coi như hắn toàn lực phóng thích cũng không có ý nghĩa quá lớn cuối cùng chỉ là kéo dài thêm thời gian mấy năm thôi hắn đã hoàn thiện hơn phân nửa thế giới đại trận vạn ức hỗn độn bị hắn an định mấy ngàn tỷ cái hỗn độn nhiều như vậy hỗn độn không ngừng tại sinh ra thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực mỗi một hơi thở thời gian đản sinh thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực số lượng đều rất khủng bố giang giật thời khắc không ngừng phóng thích cũng là không làm nên chuyện gì sẽ còn gây nên thanh ma sơn không gian cực kỳ không ổn định làm sao bây giờ trong bình nước muốn đầy, muốn đem cái bình này cho no bạo, Giang giật có thể có biện pháp nào. Hắn tại cái bình mở ra một cái miệng nhỏ ra bên ngoài đổ nước, lại phát hiện đổ nước tốc độ không bằng tăng trưởng tốc độ, hắn luôn không khả năng đem miệng bình toàn bộ mở ra, ra bên ngoài đảo đi. Vấn đề ở chỗ, hắn còn đánh nữa thôi khai cái này miệng bình, tiên ma sơn không gian quá vững chắc, hắn không cách nào mở ra thông đạo, tự nhiên là không có khả năng đem bên trong thiên địa linh khí thiên địa chi lực đại quy mô đổ ra ngoài. Ha ha! Giang giật nhớ tới tại hồng mông thế giới lúc, hắn còn đi các giới mặt bên trong hấp thu thiên địa chi lực, để giang giới nhanh chóng diễn hóa, lại bởi vì nhiều lắm, ngược lại phải giống như thế giới bên ngoài quán thâu. Không đúng, hướng mặt ngoài quán thâu thiên địa chi lực thiên địa linh khí không phải vương đạo, không phải thiên đạo, cũng không hợp lý. Bất luận cái gì thế giới đều là tự thành một giới, giống như hồng mông thế giới, không có khả năng hướng tiên vực quán thâu thiên địa chi lực thiên địa linh khí, không có khả năng hướng thế giới khác quán thâu thiên địa chi lực cùng linh khí. Đã thế giới đều là tự thành một giới, thế giới nhất định có thể tự cấp tự túc, chính mình tiêu hóa, chính mình hoàn thiện, dạng này mới là hoàn mỹ thế giới. Nhưng nhiều như vậy thiên địa linh khí thiên địa chi lực, muốn làm đi nơi nào thiên địa chi lực thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, toàn bộ thế giới đều tràn ngập, còn có thể làm đi cái nào. Không có thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới không cách nào vận hành, không cách nào hình thành tuần hoàn, thế giới hội không ổn định, hội sụp đổ. Có thiên địa linh khí thiên địa chi lực, lại ngược lại bởi vì quá nhiều hội dẫn đến thế giới bạo tạc đây rốt cuộc tính là gì sự tình a à làm thế nào đều là sai thiên địa linh khí quá nhiều chỉ có nội bộ tiêu hao nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc cứ như vậy nhiều coi như cổ vũ sinh sôi mấy năm người tài ba khẩu vượt qua gấp trăm lần gấp một vạn lần cũng vô dụng thôi căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy làm sao bây giờ nơi này không cách nào mở ra thông đạo chẳng lẽ lại ta đem toàn bộ thế giới oanh ra một cái hố để thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực chính mình dò dỉ ra đi oanh ra một cái hố giang giật nghĩ tới đây toàn bộ linh hồn đột nhiên run lên hắn mơ hồ ở giữa mò tới một tia chân lý có một ít cảm mộ. nhưng không bao giờ lại nhớ không nổi hắn mơ hồ mở mắt nhìn qua bên ngoài nhìn qua cửa hang một hồi rất nhanh hắn vỗ đầu một cái kinh hô lên oanh ra một cái hố có động a không gian vòng xoáy không phải liền là từng cái động sao còn có không gian hắc động cũng là từng cái động a không sai không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động không ngừng ngay tại hấp thu bốn phía thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực khó trách ta thế giới không có không gian hắc động cùng không gian vòng xoáy thì ra là thế thì ra là thế ta đã hiểu không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động có hấp lực cường đại chỉ cần bị hút vào vòng xoáy cùng lỗ đen không đạt tới phong đế cấp căn bản ra không được phụ cận hết thảy sự vật đều sẽ bị hấp thu thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí tự nhiên cũng sẽ bị hút vào đi vào mà thiên địa chi lực cùng thiên địa linh khí là lưu động, cho nên sẽ bị liên tục không ngừng hấp thu. Giang giật thình lình đứng lên, đầy mắt thần thái sáng láng, phi thường khẳng định nói ra, không có thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới là chết, có thiên địa linh khí quá nhiều, thế giới hội dung không được, sở dĩ nhất định phải có không gian hắc động không gian vòng xoáy những tồn tại này. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, lời lỗ lời lỗ, nhất định phải có doanh có thiệt thòi. Liền giống với nhân tộc yêu tộc, nhất định phải có nam có nữ, có âm có dương, lúc này mới hợp lý, lúc này mới có tuần hoàn, đại tuần hoàn, chân chính thiên đạo tuần hoàn. chương 2208, Mạnh Nanh xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt đạo lý, nhưng muốn làm ra không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá chính như cả mộ pháp tắc, chỉ cần nhập môn, tìm được phương hướng chính xác, theo cái phương hướng này thôi diễn xuống dưới, sớm muộn có một ngày có thể đại thành. Giang giật lần nữa bế quan, quên đi phía ngoài hết thảy, coi như thanh cổ hình sử đại nhân giết vào đây hắn đều không thèm để ý, hắn thế giới sự tình là trọng yếu nhất. Hắn chết không sao, thế giới của hắn không thể xảy ra chuyện gì, bởi vì trong thế giới có người nhà của hắn, hắn tộc nhân, có ức vạn vạn nhân tộc yêu tộc. Hắn chết thế giới vẫn còn, những người kia có thể an nhàn sống sót. Làm sao hình thành không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động đâu. Giang giật bắt đầu hướng cái phương hướng này thôi diễn, dòng dã hao tốn thời gian một năm hắn mới có mặt mày hắn nhớ tới hồng mông trong thế giới hư không loạn lưu hắn thôi diễn ra không gian vòng xoáy cùng lỗ đen hình thành phải cùng hư không loạn lưu có quan hệ hư không loạn lưu tại toàn bộ thế giới trong hư không bay đi khắp nơi đều có bình thường võ giả tao ngộ hư không loạn lưu còn có nguy hiểm tính mạng cường giả ngược lại là không có việc gì vấn đề ở chỗ hư không loạn lưu lại là làm sao tới giang giật thật vất vả thôi diễn ra một đáp án lại ra một vấn đề mới hắn chỉ có thể tiếp tục thôi diễn một lần lại một lần dò xét thế giới của hắn, liên hệ hồng mông thế giới các loại tình huống, còn có thiên địa trí lý cùng một chỗ thôi diễn, xác minh. Một năm về sau, Giang Giật vẫn là không có tìm tới đáp án, hắn nảy sinh ác độc, dứt khoát bắt đầu tiếp tục hoàn thiện thế giới đại trận. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, thế giới đại trận hoàn thiện về sau hắn có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Thời gian đã qua 2 năm, còn có hơn 8 năm thời gian, toàn bộ thế giới liền sẽ bởi vì thiên địa linh khí quá nhiều mà sụp đổ có lẽ bạo tạc. Giang giật tiếp tục hoàn thiện đại trận hội dẫn đến thiên địa linh khí tăng trưởng tốc độ càng nhanh, bạo tạc thời gian cũng sẽ sớm. Giang giật không có đường khác mà đi, hắn chỉ có thể đánh cược một keo, hắn lựa chọn tin tưởng mình suy đoán, tin tưởng mình cảm giác, giống như thế giới nổ tung, hắn chỉ có tự sát đi theo mọi người mà đi. Giang giật đóng tử quan, đem động phủ đại môn quan bế, đưa tin cho mạnh nanh trừ phi trời sập, bất kỳ cái gì sự tình đều không được quấy rầy hắn. Mạnh nanh biết rõ Giang giật khẳng định tu luyện đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên không dám không có việc gì đi quấy dậy hắn. Một năm, hai năm, Giang giật còn không có xuất quan, mấy năm này bên ngoài phi thường bình tĩnh, hết thảy đều tại mạnh nanh trong khống chế, hai người thời hạn thi hành án không ngừng giảm bớt, thanh cổ hình sử đại nhân không có bất kỳ cái gì cử động, hết thảy đều phi thường mỹ hảo. Tại hôm nay, thiên ma phong bình tĩnh bị đánh vỡ, thanh học. Chạy trốn, thanh hà giúp thanh học giao mấy chục năm tiên thạch, theo lý thuyết hắn không có lo lắng tính mạng, chắc chắn sẽ không làm loạn hết lần này tới lần khác hắn tự làm loạn, đón mua ba cái thượng tiên bắt hắn cho cứu được ra ngoài. thanh hộp sở dĩ đào tẩu là bởi vì thực sự nhịn không được. mấy năm trước một trận chiến, hắn tự mình xuất thủ phí hết hai mươi mấy cái thượng tiên, hắn trở thành tù nhân mà lại phía trên có giang giật chịu lấy, kia hai mươi mấy cái thượng tiên đều tứ không kiêng sợ, thường xuyên đến ngược đãi hắn. thậm chí còn có một cái đổ biến thái thượng tiên lại có long dương chuyện tốt, mỗi lần qua mấy ngày liền đến trả đạp hắn một lần hắn là thân phận gì hắn lúc sinh ra đời phụ thân hắn cùng đại bá liền là thiên tiên có thể nói ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời từ nhỏ mắt cao hơn đỉnh đối với thượng tiên một mực xem thường mỗi ngày bị ngược đãi thậm chí bị mạnh mẽ ngươi nói hắn làm sao có thể chịu được hắn ưng thuận rất nhiều hứa hẹn dùng thanh gia uy danh đón mua ba cái thượng tiên đem hắn cùng phó cường cấp cứu ra ngoài hắn nghĩ đến tìm địa phương ẩn núp đi cùng phó cường cùng một chỗ khôi phục chiến lực sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết giang giật báo thù rửa hận mạnh nhanh nhận được tin tức sau giận tím mặt hắn nhưng là bị thanh học phế đi nếu không phải tường vân thượng tiên hắn đều bị giết lúc đầu bực này đại sự khẳng định là muốn bẩm báo giang giật nhưng giang giật bế tử quan hắn cho rằng chỉ là ba cái phổ thông thượng tiên thanh học cùng phó cường đều là phế nhân không coi là chuyện lớn sở dĩ hắn mang theo bảy tám cái thượng tiên truy sát mà đi ai ngờ ba cái kia thượng tiên đã sớm chuẩn bị thế mà sớm kiến tạo truyền tống tiên trận truyền tống đi thiên ma phong đông bắc một bên, mà lại truyền tống về sau truyền tống tiên trận hủy đi. Mạnh nhanh chỉ có thể triệu tập thượng tiên khắp thế giới lục soát, hao tốn 3 tháng rốt cuộc tìm được thanh hộp cùng phó cường cùng ba cái kia thượng tiên chỗ ẩn thân. Mạnh nhanh mang theo 10 cái thượng tiên nhanh chóng tiến đến, thành công đem thanh hộp bọn người vây quanh tại một ngọn núi bên trong. Tại mạnh nhanh coi là tuyệt đối nắm giữ thế cục về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên núi lại có rất nhiều tiên trận, mà lại là phi thường cường đại tiên trận, một cái cường đại huyễn trận thành công đem tất cả mọi người cho khốn trụ, sau đó mấy cái tiên trận bạo liệt đem mạnh nhanh mang đến 10 cái thượng tiên nổ tổn thương hơn phân nửa. Giống như chỉ là 10 cái thượng tiên bị tạc tổn thương, kia không tính là gì sự tình, mấu chốt là. Mạnh nhanh xảy ra chuyện, mạnh nhanh những năm này một mực tại một lần nữa ngưng tụ tiên hạch, nhưng hắn muốn quản lý tiêu giao các tất cả mọi chuyện, tự nhiên làm trễ nải không ít thời gian, mà lại tiên hạch không có mấy chục năm căn bản là không có cách một lần nữa ngưng tụ, sở dĩ mạnh nanh chiến lực phi thường thấp. Tiên trận này là thanh học theo trong nhà học được, uy lực phi thường lớn, mạnh nhanh chiến lực rất thấp kém, tại tiên trận dưới vụ nổ, hắn không cẩn thận. Nửa người bị tạc không còn, một lần nữa ngưng tụ nửa cái tiên hạch lần nữa vỡ nát. Giống như chỉ là như vậy cũng không có việc gì, mấu chốt là một cái thượng tiên mang theo hắn chạy trốn lúc, lần nữa phát động một cái tiên trận, sau đó mạnh nhanh bị tươi sống nổ chết. Chết, mang theo mạnh nhanh đào tẩu thượng tiên trận tròn mắt, còn lại thượng tiên toàn bộ dọa mộng mạnh nanh cùng giang giật quan hệ bọn hắn phi thường tinh tường như thân huynh đệ mạnh nanh thế mà bị tạc chết giang giật biết được tin tức sau nên hội cỡ nào nổi giận nhanh đưa tin cho các chủ mọi người hoàn toàn không biết làm sao bây giờ chỉ có thể trước tiên đưa tin trở về tại thanh ma sơn thủ vệ tiếp vào đưa tin sau cũng sợ choáng váng một cái cường đại thượng tiên nổ bắn ra mà lên một quyền hung hăng nện ở động phủ đại môn phía trên chi chi sau một lúc lâu về sau đại môn mở ra giang giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi tới nhìn qua quỳ trên mặt đất thượng tiên nói ra chuyện gì tạch 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 cảm nhận được giang giật trên người sát khí thượng tiên răng có chút run lên hắn cắn răng nói ra các chủ xảy ra chuyện mạnh đại nhân bị giết oanh tựa như một đạo sấm xét giữa trời quang nổ giang giật thân thể run lên cùng mạnh nanh ở chung được nhiều năm như vậy giang giật sớm đã đem mạnh nanh xem như thân huynh đệ đột nhiên truyền tới một tin tức như vậy hắn đều không thể tiếp nhận ngươi nói cái gì Giang giật thân thể lóe lên, một trào nắm thượng tiên cổ đem hắn nâng giữa không chung, gầm thét ngươi lặp lại lần nữa. Các chủ bất giận, mấy cái thượng tiên bay đi lên, toàn bộ quỳ trên mặt đất, một người nhanh chóng đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Giang giật sau khi nghe xong đem thượng tiên trùng điệp ném một cái, sau đó gầm thét tường vân thượng tiên đâu, hắn mặc kệ. Giang giật, một đạo truyền âm vang lên, chính là tường vân thượng tiên thanh âm, hắn có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, mạnh nanh là bị tiên trận nổ chết, mà tiên trận không phải thanh học bố trí. Mặc dù hẳn là thanh học chủ mưu, nhưng chứng cứ không đủ. Theo quy củ ta không thể lập tức động thủ chém giết thanh học chỉ có thể chờ đợi ngục sứ đại nhân trở về định đoạt. A, à, giang giật giận quá mà cười. Quát khẽ nói tốt, tốt. Tường vân thượng tiên vậy chuyện này xin ngài không cần lo, ta giang giật tự mình xử lý. Ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi hết thảy theo quy củ đến liền tốt. Hưu sau khi nói xong, giang giật thân thể hướng truyền tống trận bay đi một thân sát khí làm cho cả thanh ma sơn thượng tiên không rét mà run. chương 2209, lựa chọn của ta. Giang giật, người chớ làm loạn, tường hoa thượng tiên thanh âm vừa mới vang lên, giang giật đã xông vào truyền tống trận hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Rất nhiều thượng tiên đi theo truyền tống mà đi, lần này giang giật thật sự nổi giận xem ra xảy ra đại sự A. Giang giật liên tục truyền tống ba lần, đã tới đông bắc bên cạnh chiến trường phụ cận, bên kia sớm có một cái thượng tiên tại loại kia với nhìn thấy Giang giật cuống quyết quỷ xuống quát khẽ nói các chủ. Dẫn đường, Giang giật chợt quát một tiếng, thượng tiên bay đi, Giang giật theo sát phía sau, đằng sau truyền tống tới thượng tiên đi theo bay đi, Chọn vẹn tới mấy chục nhiều cái. Chỉ là thời gian một nén nhang, Giang giật tựu đã tới một tòa núi cao phụ cật, dẫn đường thượng tiên chỉ vào núi cao nói ra, đây là Lam Ma Sơn, thanh hộp tựu núp ở bên trong, chúng ta còn có một số người cũng bị vây khốn bên trong. Ông, Giang giật mở ra thiên thuấn, sau đó liên tục không ngừng phóng thích thiên địa chi lực để thiên địa chi lực đi dung hợp bốn phía thiên địa chi lực dạng này khu vực phụ cận đều tại hắn dò xét bên trong mạnh đại ca rất nhanh giang giật ngửa mặt lên trời gào lên đau xót một tiếng thanh âm chấn động đến phụ cận thượng tiên màng nhĩ nhói nhói giang giật sát khí trên người càng nồng nặc mấy phần hắn giết qua nhân tộc yêu tộc cùng minh tộc nhiều lắm nồng đậm sát khí đều để rất nhiều thượng tiên đều cảm giác hô hấp khó khăn giang giật thông qua thiên địa chi lực dò xét đến trên núi có một cái cường đại huyễn trận giờ phút này trong huyễn trận tâm một đám thượng tiên đều thụ thương, tất cả đều không dám động vây tụ cùng một chỗ, khẩn trương quan sát đến bốn phía. Trong bọn hắn một cái thượng tiên ôm một cỗ tàn thi, mạnh nhanh nửa người bị tạc không còn, còn lại nửa người máu thịt be bé bét, giang giật đều là theo cặp kia con người đen nhánh nhận ra. Mạnh nhanh con mắt giờ phút này vẫn là mở ra, nhưng sớm đã không còn thần thái cùng quang mang, bất quá trong con người vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút tức giận, chết không nhắm mắt a Giang giật thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện cùng mạnh nanh nhận biết giao hảo hình tượng. Mạnh nanh xúc phạm thiên quy bị chấn áp tại xuống giới, chấn áp tại hồng mông thế giới hố trời phía dưới. Giang giật tìm kiếm thiên địa bản nguyên hạ hố trời, kém chút bị linh dương thượng nhân lừa giết, mạnh nanh lần thứ nhất xuất hiện, cũng không có đánh giết hắn, ngược lại truyền lại ra một tia thiện ý. Đằng sau giang giật lần nữa dưới hố trời, cùng mạnh nanh đạt thành hiệp nghị, mạnh nanh cho phép hắn hấp thu thổ chi nguyên, nhất định phải giúp hắn phá vỡ hỗn độn lồng giam, Giang giật không để cho hắn thất vọng, thành công hấp thu hỗn độn, phá vỡ lao tù, mạnh nhanh cùng Giang giật ở một đoạn thời gian có chút một tia tình nghĩa. Đằng sau Giang giật hủy đi thiên yêu giới, kinh động đến hình sử đại nhân, mạnh nhanh giúp Giang giật che giấu sự thật, cứu được Giang giật một mạng, hai người sinh tử cột vào một gỗ trên chiến xa. Từ đó về sau, Giang giật cùng mạnh nhanh quan hệ tiến thêm một bước, hai người uyển như huynh đệ. Tới tiên vực sau càng là như hình với bóng, đồng sinh cộng tử, Giang giật mỗi lần nhìn thấy mạnh nhanh tới, nội tâm đều sẽ rất dễ chịu, tựa như nhìn thấy thân nhân. Người thân này chết rồi, biến thành một cỗ lạnh băng băng thi thể, sẽ không bao giờ lại nói chuyện, sẽ không bao giờ lại giúp hắn quản lý tiêu giao các, sẽ không giúp hắn thu lấy tiên thạch, sẽ không đưa mỹ nữ cho hắn. a à, Giang giật ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, con mắt dần dần biến đỏ, sát khí trên người gần như có thể ngưng tụ thành thực chất. Hắn thiên địa chi lực khuếch tán mà đi, rất nhanh liền tìm được tiềm phục tại một cái huyến trận bên trong ba cái thượng tiên cùng thanh học phó cường. Ông, Giang giật biến mất ở phía xa, ra dưới tay hắn đám kia thượng tiên bên người, hắn một tay hướng bốn phía đánh ra mấy cái đại thủ vòng tay, hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt biến hóa, huyến cảnh bị phá. Giang giật thiên địa chi lực có thể thẩm thấu giữa thiên địa sở hữu địa phương, đơn giản có thể tìm tới huyến trận hạch tâm, thoáng cái tựu phá vỡ. Hắn có được loại năng lực này, bình thường tiên trận huyến trận căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn, hắn có thể khám phá hư ảo, tìm tới hạch tâm trực tiếp phá mất. Bất quá, hắn không có đi phá mất còn lại tiên trận, ánh mắt của hắn liếc nhìn kia 10 cái thượng tiên, lạnh giọng nói ra toàn bộ lui ra ngoài. Hưu, 10 cái thượng tiên nhanh chóng rời khỏi Lam Ma Sơn, một cái thượng tiên muốn mang lấy mạnh nanh thi thể lui ra ngoài, Giang giật lại khoát tay nói, mạnh đại ca di thể lưu lại, ta muốn để hắn nhìn xem thanh học chết. Thượng tiên đem mạnh nanh thi thể giao cho Giang giật, Giang giật đem mạnh nanh vác tại trên lưng, mặc cho mạnh nanh trên người máu đen đem hắn phía sau lưng nhuộm đỏ. Hắn thân thể chậm rãi hướng phía trước mới bay đi, trên đường có rất nhiều tiên trận, nhưng giang giật phi hành lộ tuyến không ngừng biến hóa, thế mà không có xúc động bất luận cái gì tiên trận. Chỉ là nửa nén hương thời gian, giang giật tựu bay đến thanh học bọn người phía trước, hắn đưa tay đánh ra mấy trường đem huyễn cảnh phá vỡ, hiện ra hồng quang ánh mắt khóa chặt tiềm phục tại trong sơn động năm người. Giang giật, các chủ, thanh học phó cường kinh hô lên, Ba cái thượng tiên bản năng kêu một tiếng các chủ, Giang giật lạnh giọng cười nói, ta không phải là của các ngươi các chủ, các ngươi về sau cũng không có cơ hội gọi các chủ. Ba cái thượng tiên toàn thân run lên, biết rõ Giang giật ý tứ, hôm nay qua đi ba người rốt cuộc không có có cơ hội mở miệng. Thanh học cùng phó cường liếc nhau, hai người đều biết Giang giật đã động sát cơ, mà năm người chiến lược căn bản không đủ để cùng Giang giật chống lại, đã Giang giật có thể nhẹ nhõm phá vỡ tiên trận, bọn hắn đã không có bất luận cái gì dựa vào. Ha 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 ha. Thanh hộc cười ha hả, thân thể bay đi, tự đứng tại sơn động bên ngoài, ngạo nhân không sợ nhìn qua giang giật nói, giang giật, người muốn giết ta đến A, à, người giết A, à, người giết A, à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có hay không cái này loại, tại tiên ma sơn ai dám giết người đều phải chết, người cũng không ngoại lệ. Thanh Hộp không thèm đếm xỉa, giang giật như thật dám giết hắn, giang giật cũng không sống nổi, hắn nói như vậy ngược lại sẽ để giang giật có chút kiêng kỵ. Giang giật, khác đừng xúc động, một đạo truyền âm vang lên, tường vân thượng tiên lại truyền lời tới nói ngươi giết thanh học ta chỉ có dựa theo tiên ma sơn quy củ giết ngươi nếu không chết người chính là ta coi như ngươi không chính mình tự mình động thủ nhưng chủ mưu là ngươi việc này cuối cùng sẽ kinh động mục sứ đại nhân đến lúc đó tam đường hội thẩm ngươi cũng sẽ chết thanh học chủ mưu giết chết mạnh nanh việc này các loại chờ mục sứ đại nhân sau khi trở về khẳng định cũng sẽ hội thẩm mục sứ đại nhân thiết diện vô tư rất có thể hội phán thanh học tội chết mà ngươi bởi vì Thanh Hà cùng Thanh Cổ hình xử đại nhân, thì tuyệt đối sẽ phản tội chết. Giang giật hiểu tường vân thượng tiên ý tứ, hắn không có bối cảnh cùng thế lực, giống như dám giết chết Thanh Học, coi như không trực tiếp chém giết gián tiếp giết chết. Tại Thanh gia cùng hình xử đại nhân lực áp dưới, ngục sứ đại nhân rất có thể không dám thiên vị, chết khả năng phi thường lớn. Chính vì vậy, Giang giật sát khí trên người càng đậm, Thanh Học ra có bối cảnh, chờ ngục sứ đại nhân sau khi trở về, tam đường hội thẩm nói không chừng không sẽ chém giết Thanh Học, mạnh nanh thủ đem rốt cuộc không có có cơ hội báo. Hắn chỉ là trầm ngâm một lát, tự truyền âm qua nói, tường vân đại nhân, ta đã quyết định chủ ý, người hết thảy theo quy củ đủ là được, đây là lựa chọn của ta. Dầm dầm dầm, sang giật vận dụng thiên địa chi lực chấn áp 5 người, sau đó đánh ra mấy bàn tay, đem toàn bộ sơn động đều cho nổ sụp. Đầy trời đá vụn băng liệt, thanh hộp cùng phó cường bị nện thành trọng thương, lại bị bạo tạc sư ba nổ bay, ba cái kia thượng tiên đồng dạng thụ thương hoảng sợ chạy trốn. Hừ, Giang giật bắn ra mấy cái trường thương, phân biệt đánh chúng vào ba người, đem ba người đụng bay ra ngoài, mà ba người này phi thường trùng hợp đụng phải thanh học cùng phó cường, đem phó cường cùng mạnh nhanh trùng hợp đụng phải phụ cận một cái trên tiên trận. Oanh, tiên trận bị xúc động, đã trọng thương thanh học cùng phó cường bị khủng bố tiên trận sống sờ sờ nổ thành thịt nát. Thanh học phó cường, chết, soạt soạt soạt, toàn bộ giò xét đến một màn này thượng tiên sắc mặt đại biến, sự tình triệt để làm lớn chuyện, thanh học chết một lần tiên ma sơn cũng không còn cách nào an bình chương 2210, tam đường hội thẩm. Ai, tường vân thượng tiên UU u truyền tới một đạo chìm thán âm thanh, hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện xuất hiện. Giang giật mặc dù nhìn từ bề ngoài cũng không có tận lực đi chém giết thanh học, thanh học vẫn là chết tại chính mình để cho người ta bố trí bên trong tiên trận, nhưng đến lúc đó tam đường hội thẩm, khẳng định sẽ phi thường phiền phức, ngục sứ đại nhân rất có thể không gánh nổi giang giật. Sự tình đã phát sinh, đi cảm khái quá nhiều đã không có ý nghĩa, tường vân thượng tiên truyền lời tới nói, giang giật, lúc đầu dựa theo quy củ, ta là trước hết cầm xuống ngươi. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, ngươi thành thật tại Thanh Mạc Sơn ở lại đi, ta sẽ lập tức đi bẩm báo ngục sứ đại nhân, lần này ngươi có thể hay không sống sót tựu xem lão thiên gia. Ta hiểu, Giang giật chắp tay nói, đa tả tường vân đại nhân, ngươi cứ việc theo quy củ đủ chính là, ta sẽ trung thực tại Thanh Ma Sơn ở lại, quyết không làm ngươi khó xử. Lần này nếu không chết, ngày sau tất có hậu báo. Giang giật lãnh mâu lướt nhìn ba cái kia thượng tiên nói, người tới, đem bọn nó phế đi, mang về. Hiu, hiu, mấy cái thượng tiên bay tới, nhao nhao xuất thủ phế đi ba cái thượng tiên, giang giật thì mang theo mạnh nhanh di thể hướng thanh ma sơn truyền tống mà đi. Ông, tiên vực phía đông một cái tiên phủ bên trong quang mang lấp lánh, một người mặc đạo bào màu xanh trung niên nhân truyền tống tới, vừa xuất hiện hắn lập tức gào lên đau xót, đại ca, hộp nhi chết. Cái gì,